Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư giáo thọ sư trong ban giám hiệu trường trung cấp Phật học Vĩnh Long. Ngưỡng bái bạch đảnh lễ giáp linh cố hòa thượng thượng đắc hạ pháp và chư tôn giáo thọ tiền bối đã viên tịch, những bậc thầy đã dìu dắt chúng con nhiều năm trên lộ trình tu học, và kính thưa toàn thể tăng ni sinh khóa sáu. Lại đầu tiên thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường trung cấp Phật học Vĩnh Long đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi có duyên để mà chia sẻ với tăng ni sinh khóa sáu của chúng ta. Lời đầu tiên gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị tinh tấn tu học để đem lại kết quả tốt nhất
trong khóa học lần này. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì tôi đối với trường trung cấp ở đây thì không có gì xa lạ. Bản thân tôi cũng là cái người con của quê hương. Tôi cũng thường lên xuống đây, và thật ra lúc mà Hòa Thượng trụ trì còn xin tiền á, thì Hòa Thượng cũng đã gọi tôi nhiều lần trở về đây để phụ giúp với trường trung cấp của chúng ta. Nhưng vì do nhu cầu học cá nhân cũng như các Phật sự mà tạm thời tôi chưa có điều kiện để trở về đây chia sẻ được. Xin thưa các vị, thì đây là một ngôi trường mà tôi có nhiều kỷ niệm trong cuộc đời của mình. Tôi đã dừng chân ở nơi này và tu học như các vị từ năm 1990. Và thở đó là trường đây là một cái trường lá. Ngôi chùa là ngôi chùa rất là nhỏ, mà các vị thấy ngang hông bây giờ mà cái nhà giữa đó. Thời điểm đó là ngôi trường chỉ có cái chánh điện như thế. Bồ Tát là Tăng Ni Sinh và Chư Tôn Đức là ngồi xung quanh cái chánh điện là không đủ. Chứ không phải là ngôi chùa lớn và lớp học nó khang trang đầy đủ như bây giờ. Và trải qua hơn 20 năm thì ngôi trường đã thay đổi rất là nhiều, từ phòng xá cho đến mọi thứ. Thì điều đó về hình thức chúng ta thấy có một sự phát triển tốt. Trong đời học của tôi may mắn là tôi được học với rất nhiều Chư Tôn Hòa Thượng tại tỉnh của chúng ta. Mà bây giờ các ngài đã về cõi Phật gần như là muốn hết rồi. Các vị giáo thọ ngày xưa của trường này, mặc dù là trường lá, nhưng mà phải nói là giáo thọ vàng ngọc. Đặc biệt là trường thì rất là đơn sơ, nhưng mà các bậc thầy giáo thọ là những bậc hòa thượng mô phạm, phải nói là như vậy. Ngày hôm nay như tuổi tôi mà ngồi trên cái bục giảng thế này thì đúng là so ra là quá thấp kém so với quý ngài. Về mọi mặt, từ trình độ cho đến là đạo đức, và nhất là vấn đề đạo đức, phải nói là như vậy. Hôm nay một vị giảng sư hay một vị giáo thọ sư trên pháp tòa, nó mang cái nghĩa là nói pháp, nói những gì được học, hơn là những cái thật chứng và kinh nghiệm tu như là các bậc thầy ngày xưa. Cái lớp của tôi học ngày xưa đó là những vị hòa thượng dạy là bao gồm như là Hòa Thượng Thiện Từ cũng đã viên tịch rồi, Hòa Thượng Phát Huệ là trụ trì chùa gì trên Bắc Mỹ Thuận à, Long Hòa. Đó, Hòa Thượng Phát Huệ là trụ trì chùa Long Hòa. Hòa Thượng Chí Phước là trụ trì chùa gì trong Long Thạnh, chùa Long Thạnh đúng không? Rồi đó là Hòa Thượng Diện Chủ Thiền Viện Sơn Thắng của chúng ta là Hòa Thượng là hiệu trưởng á. Nói chung là các vị Hòa Thượng ngày xưa là giáo thọ sư của lớp tôi. Và những vị Hòa Thượng còn lại bây giờ như là Hòa Thượng Giác Giới là trụ trì Ngọc Viên, Hòa Thượng Giác Thiên là trụ trì ở chùa Giác Thiên rồi đó, là những bậc thầy giáo thọ từ ngày xưa. Mà bây giờ các ngài cũng bệnh tật nhiều. Hòa Thượng Phó Thường Trực của Ban Trị Sự Trà Vinh thì bây giờ là cũng bệnh tật nhiều. Đó là những hàng giáo thọ dạy chúng tôi ngày xưa. Cho nên là chúng tôi cảm thấy rằng mình thì phước mỏng nghiệp dày, nhưng mà vẫn còn cái duyên tốt. Cái duyên đó là duyên được học với các bậc vị hòa thượng đạo cao đức trọng. Và nhờ cái sự tiếp cận đó cho nên con người của mình có cái sự tiến tu và sự thay đổi về con người của mình rất là tốt. Có những cái buổi học các vị cảm thấy rằng học một cái vị thầy, chúng ta học rất lâu nhưng mà chúng ta không thay đổi nhiều, không tiến bộ nhiều. Nhưng mà có những vị thầy chúng ta tiếp cận, chúng ta học, chúng ta được thay đổi rất nhiều. Cái đó là duyên của chúng ta và cái tâm đức của một cái người truyền pháp đến với tất cả các vị. Đa phần những bậc giáo thọ ngày xưa truyền pháp đến với Tăng Nghi Sinh là truyền bằng cái tâm. Sự tu tập, rồi lấy kinh nghiệm đó, rồi bằng cái tâm yêu thương và cái tâm muốn truyền tải những cái kinh nghiệm đó cho cái thế hệ tương lai của mình. Và nhờ vậy trong cái tâm đó, đó nó lan tỏa sức ảnh hưởng đến với những người nghe. Và vì vậy tăng ni ngày xưa học không đông nhưng mà chất lượng nó lại lớn. Thật ra cái khóa đầu tiên cả tăng ni nhập lại trên 40 người à. Chư tăng thì chắc trên 20 vị, rồi chư ni là vừa học chính thức cũng như dự thính khoảng mười mấy vị nữa, trong một cái lớp rất là đơn sơ như vậy.
Và cái cô Phật tử mà còn học ở đây không biết, mà hôm nay không thấy á, Phật tử mà Diệu Định á, tức hay gọi là cô Tước ở đây các vị biết đúng không? Đó là những người mà gọi là cư sĩ, mà gọi là từ ban đầu học coi như là xuyên suốt với các khóa học. Mà phải nói là cô thì có những cái tính riêng của mình, nhưng mà về trình độ Phật học của cô rất là tốt. Một vị tăng ni sinh muốn có khả năng hơn một vị cư sĩ như cô Diệu Định là chuyện không dễ. Phải nói là như vậy, về vấn đề trình độ Phật học. Cho nên mình đôi khi mình nhìn thấy một cư sĩ, đôi khi mình có một cái thái độ là mình không có tôn trọng, mình không có nể trong lòng. Có người biểu hiện ra, có người giữ trong lòng, nhưng thật tình mà nói, để mà gọi là sánh đồng về trình độ Phật học, thì thật sự một vị tăng ni sinh như thế này rất khó sánh với những cái người mà như cỡ cô Diệu Định như vậy, dù là một Phật tử cư sĩ. Cho nên chúng ta để ý rất là rõ như vậy. Tôi thì may mắn được học với các vị tôn đức hòa thượng, và khi mà điều kiện đã chín mùi, tôi cũng trở về đây giảng dạy phụ với chư tôn đức của ban giám hiệu trường chúng ta từ năm 97. Tức là tôi là đứng lớp ở đây là từ năm 1997. Khi năm 90 là tôi học ở đây, 94 ra trường, 95 là tôi học trường cao đẳng chuyên khoa Hán Tạng đầu tiên của Việt Nam. Và sau đó về đây thì hòa thượng hiệu trưởng sai tôi là nói là nên tiếp với quý thầy để giảng dạy. Và tôi là trực tiếp giảng dạy ở tại trường này là 3 bộ môn. Đó là Kinh Bách Dụ, Pháp Bồ Đề Tâm Văn và bộ môn cuối là Duy Thức Học. Tôi chia sẻ căn bản của Duy Thức, từ Duy Thức Bách Pháp Minh Môn, rồi Bát Thức Quy Củ, rồi Tam Thập Tụng. Và sau đó là tôi mới tìm con đường đi học tiếp tục nữa. Và tôi xin là xếp lại những cái công việc ở tại đây, xin chư Tôn Đức được về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tu học. Xin thưa các vị, tôi khởi điểm ban đầu tôi không có mong ước để làm giảng sư, thật lòng là như vậy. Và tôi cũng không nghĩ rằng là mình có duyên để làm giảng sư. Những ý niệm ban đầu tôi không có, tôi đi vô tu học với nhiều lý do, nhưng mà không phải là lý do để mà làm việc cho Phật Pháp. Cơ bản nhất là cũng tìm đến một con đường Phật học để mà có thể là giúp cho mình hiểu thêm, hoặc là tránh bớt những cái duyên đời mà mình đã mệt mỏi, hoặc là mình đối diện nhiều khổ đau, mặc cảm, nhiều thứ. Chứ tôi không có tìm một cái con đường này để gọi là tạo cái cuộc sống hay là vị trí hay là cái gì. Chưa bao giờ có ý niệm từ ban đầu với tôi. Phải nói là như vậy. Đến với con đường này hoàn toàn là một cái diện rất là chân tình của một cái người mà cư sĩ học đạo. Và trong cái quá trình nhờ học đạo với các bậc tiền bối đạo cao đức trọng như vậy, đã làm cho mình có một cái suy nghĩ đúng đắn hơn cho con đường tu tập. Phải nói là như vậy. Thời ban đầu những suy nghĩ tu tập là một cách chân tình, nhưng nhiều lệch lạc ở trong đó, rất là nhiều lệch lạc. Cho nên qua quá trình học vẫn được dạy dỗ, và mình mới đánh giá lại những suy nghĩ của mình và chọn hướng đi càng ngày càng thích hợp với cái lý tưởng tu hành hơn. Phải nói là cũng trải qua nhiều năm như thế. Thật tình đó là khi đi học rồi, tôi tìm thấy trong kinh điển có nhiều cái hay, và tôi có ý tưởng là muốn làm một dịch kinh sư chứ không phải là muốn làm giảng sư. Cho nên thở đó là khi về trường trung cấp này, là tôi nói thật với các vị là ngồi mà học chữ Hán là tôi miệt mài ngày đêm, phải nói là ngày đêm vậy. Hỏi là những vị thầy lớn ở đây, như chẳng hạn là thầy Minh Đạo, thầy Trí Hải, là những người cùng học chung khóa ngày xưa đó, thầy Trí Phước rồi đó, đó là những người mà cảm thấy là lúc nào tôi cũng cầm cái cục phấn và cái học trên cái mặt ghế đó, cái mặt ghế gỗ vuông vuông đó. Tôi chọn cái mặt ghế gỗ nào mà tốt tốt đó, là tôi là mua đứt cái ghế đó luôn, là tôi xách như một cái bảng di động. Bây giờ mương dũng rồi lắp hết rồi, chứ ngày xưa là mấy cái này đi qua bằng cầu dừa hết á. Và chúng ta sẽ đi ra để kiếm một cái không gian yên tĩnh cho mình rất là dễ tại đây. Bây giờ thì hơi khó, một là trường học ở đây nó cũng ôm sòm, mà mấy này chúng ta cũng lấn ra, cái không gian tĩnh mịch nó mất dần. Và ngày xưa tìm một cái góc nào ngoài giường đó, rồi văng cái võng rồi ngồi trên đó mà học, mà đọc sách. Nhất là những ngày chủ nhật và những ngày được nghỉ đó, là học cả ngày như vậy. Chỉ trừ ra là giờ ăn cơm hay là giờ tụng kinh vậy thôi, còn tất cả các giờ khác là ở ngoài giường hết. Và ngồi học vấn, không có ngủ trưa. Thời gian dường như xuyên suốt 4 năm của trường trung cấp là tôi không biết ngủ trưa. Thế nên thật ra là như vậy. Và nhờ như vậy là chỉ có ước mơ là học thật nhiều chữ Hán, và học cố gắng học tốt nhất về chữ Hán. Để chi? Mang cái nghĩa là muốn dịch kinh.
Bởi vì trong cái quá trình mà từ nhỏ tôi đi tụng đám, 7-8 tuổi là tôi biết đi tụng đám ma rồi. Thời điểm đó là cỡ Kinh Di Đà hay là Phổ Môn hay là Du Lan là đã thuộc lòng rồi. Tôi phải nói là các vị, 8-9 tuổi tôi đã thuộc lòng những bài kinh đó. Mà giờ quên hết rồi. Thật tình ngày xưa thuộc mà giờ lại quên. Giờ nhớ lõm bõm thôi. Mà phải nói là ngày xưa là học thuộc như vậy, thuộc mà không hiểu. Bây giờ quên nhưng hiểu. Chính vì cái chỗ mà học mà không hiểu, và trong quá trình đi tụng đám, các vị biết cái thời buổi đó Phật giáo chúng ta không được thoải mái như bây giờ, không có phát triển một cách ổn định, và mọi người ý thức được đạo Phật cơ bản như bây giờ. Gia đình họ có hữu sự, họ có đám tang hay là thậm chí đám làm tuần, mình là người đi theo thầy mình đi tụng đám, mình đến mình giúp cho họ, nhưng mà họ không có tôn trọng mình. Không phải là một vài người tôn trọng, nhưng mà trong đó nhất là những người mà người ta không có cảm tình với Phật giáo và không thích, hoặc người ta không biết đến. Đây là hữu sự bất đắc dĩ, người ta mời thầy chùa thôi. Người ta có cảm giác giống như mời thầy chùa đến để làm cái gì cho người ta đang là ai, làm sao họ bắt chước làm vậy đó. Cho nên ở trong này mình tụng kinh, ở ngoài nói chuyện thầy chùa không, nó ăn nó nhậu rồi nó nói thầy chùa, nó đập bàn đập ghế, mình tụng kinh thì kệ mình, ngoài này nó la nó ca nó hát kệ nó. Nó đem chuyện tiếu lâm, nó đem chuyện thầy chùa nó kể, nó không có thể hiện sự tôn trọng. Thật ra mà nói, trong quá trình ngày xưa mình đi phụng sự cho chúng sinh bằng cái cách đó, mình đôi khi mình cũng rất mặc cảm. Nó có những cái nỗi đau mà không có nói ra được. Phải nói là như vậy. Cho nên sau khi đi tu học, có cơ hội học được Phật Pháp, tôi có một cái hình dung từ ban đầu là chính cái kinh điển của mình bằng văn Hán. Cho nên mình truyền không có được, người ta không có hiểu. Mình đọc, ta thích mình nghe là cái giọng mình giống như hát ca vậy thôi, chứ người ta không bao giờ biết rằng trong kinh nói gì. Mà người ta chỉ nói là thầy tụng kinh hay quá, chú tụng kinh hay quá, con tụng kinh hay quá, vậy thôi. Có nghĩa là ngày xưa cái giọng Minh Dương rồi đó, đi tụng kinh là người ta thích vậy thôi, nghe ê a nam mô rồi ha. Đó, mấy cái đó người ta nghe mấy cái giọng điệu đó, mà nhất là mấy cái bà có tuổi đó, mấy bà rất là thích. Như vậy người ta chỉ thích bằng cái tính cách là qua giọng điệu, âm thanh, chứ không phải là người ta hiểu về đạo Phật. Và vì vậy khi mà học được ở nơi này, tôi có suy tư và tôi có nguyện vọng là làm sao mình góp một phần trong cái việc mà chuyển dịch kinh điển từ Hán Việt trở thành Việt văn, để cho mọi người hiểu được lời Phật dạy là cái gì. Và nhất là quá trình khi học tập tại đây, mở lẽ ra từng điều Phật học tuyệt vời như thế. Và đó là một cái nền tảng để nung chí cho tôi, và bằng cái tính cách là mài miệt trên con đường học tập. Bản thân tôi học không có giỏi, nó thẳng lên như vậy. Cái này là cần cù bù thông minh thôi. Có nghĩa là mình học không giỏi, nhưng mà nhờ siêng năng. So với những cái vị thầy hay những huynh đệ cùng trang lứa, cái mức độ học tập và cái hiểu biết của tôi so với quý thầy ở tầm trung thôi. Những vị thầy ngày xưa học chung với tôi, những huynh đệ đó, những vị thầy lớn có cái trình độ hiểu biết và kiến thức và sự thông minh, mình đáng ngưỡng mộ. Bản thân tôi chỉ mang tính cách là nỗ lực hết sức mình trong cái vấn đề học tập, để muốn là làm tròn cái bổn phận của một người học trò đối với các bậc thầy giáo thọ của mình. Chứ không mang nghĩa là học để mà cạnh tranh thứ lớp gì hết trơn trời. Và mình cũng không có ý đó được. Mình biết mình rất rõ. Nhưng mà nhờ trong quá trình miệt mài học tập như vậy, nó làm cho con người mình từng bước để mà cải thiện được sự hiểu biết của mình, và làm sáng tỏ hơn cho cái con đường học tập của mình. Và từ đó, cái sự tinh tấn đó, nó tạo nên một cái đà cho chúng ta có sự tiến bộ trên cái lộ trình học và tu. Sự thật, tôi chỉ muốn học kinh điển thôi. Quá trình mà học ở đây là tôi không muốn học bất cứ gì hết trơn á. Chỉ muốn học kinh điển thôi. Cho nên ngày xưa tôi không có ý là thi vào học viện. Phải nói là như vậy, ngày xưa là trường cao cấp Phật giáo chứ không phải là học viện như bây giờ. Bởi vì tôi thấy trong cái các môn học của trường cao cấp ngày xưa đó, mà bây giờ là học viện, học rất là nhiều thứ. Mà tôi thì không có sở thích về các cái thứ nhiều như vậy. Tôi nghĩ học Phật học để hiểu biết và để tu. Và môi trường này ở đây, Hòa Thượng với tiêu chí của Hòa Thượng, hiệu trưởng ở đây cũng dạy là dạy và kèm với cái sự tu, chứ không có mang cái nghĩa là đua đòi trên con đường học vấn. Cho nên là tăng ni sinh đều có cái hướng đó hết á, đều có hướng là học để hiểu biết để tu, cho nên không mang cái nghĩa học để cạnh tranh, để mang cái nghĩa là khoa bảng. Phải nói là trường ở đây không mang cái nghĩa khoa bảng. Ban đầu là như thế.
Cho nên tôi chọn con đường chuyên khoa là đây là cái sự hướng dẫn của quý hòa thượng. Hòa thượng ở đây cũng học chuyên khoa ra, và rất là nhiều vị hòa thượng cũng học chuyên khoa ra. Bởi vì cao đẳng chuyên khoa là học toàn là kinh luật luận thôi, không có bất cứ một môn nào để pha tạp trong đó cả. Cho nên vì vậy các vị học chuyên khoa, các vị có thời giờ để tắm mình trong giáo pháp và nghiền ngẫm giáo pháp một cách rất là trọn vẹn. Bởi vì các vị quay cái môn nào, các vị cũng thấy liên hệ và bổ sung đến việc tu học của các vị, và làm cho cái tâm của các vị nó hướng về con đường Phật pháp. Phải nói là học chuyên khoa nó tuyệt vời ở chỗ đó, là một cái duyên hỗ trợ rất lớn trên lộ trình tu học của chúng ta. Nhưng người nào có cái khả năng để học bác học khác, học nhiều môn khác, đi bằng con đường học viện, khoa bản để sau này tiến thân trên lộ trình tu học nữa đó, thì cái việc đó đó thì cũng tốt, nhưng mà tùy cái khả năng của mọi người. Còn cái khả năng chúng ta không đủ hay là kém mà chúng ta ôm đồm nhiều môn như cái cách đó, chúng ta học ra trường chúng ta không có được gì trong lòng cả. Đôi khi học thì rất nhiều nhưng mà gom lại không có bao nhiêu. Vì vậy cho nên là đôi khi tốt nghiệp trường này, tốt nghiệp trường kia, nhưng có người về hiểu biết và phong cách của mình chưa tương xứng cái tầm của những trường mình đã từng tốt nghiệp. Thầy nói là như vậy. Không phải là tất cả, nhưng mà cơ bản nhất một số đã phản ánh được điều đó mà chúng ta thấy. Vì vậy các vị là những người tăng ni sinh cần phải nhận thức rất rõ về điều này, bởi vì các vị tuổi còn trẻ và cái mức độ học vấn của chúng ta cũng còn ít, định hướng của chúng ta chưa được vững vàng lắm. Vì vậy trong tư duy định hướng của chúng ta cần phải thưa hỏi với các vị tôn túc hòa thượng để hỗ trợ định hướng cho việc học tập của chúng ta, và chúng ta có quyền xác định lại, xét lại khả năng của chính mình để quyết định con đường tu học. Cho nên sau đó năm 1993 thì Ban Hoằng pháp Trung ương có tổ chức cái khóa thi của 9 trường cơ bản ở các tỉnh miền Tây. Và trường cơ bản Vĩnh Long của chúng ta là một trong 9 trường đó. Và khi được tuyển đi thi, tôi là một trong 5 vị của tỉnh Vĩnh Long được tuyển đi thi, gọi là đi gõ chuông xứ người á. Thì trong đó là có thầy Minh Đạo, tôi, thầy Minh Đạo, có một thầy nữa Hoàng Tục rồi. Còn 2 vị nữa, bây giờ thì ở đâu tôi không biết, sư Giác Hy á, ở bên cơ khất sĩ, chắc là các vị biết sư Giác Hy à. Tôi là nhỏ nhất. Năm mà tôi được tuyển chọn đi thi đó, tôi mới có 19 tuổi thôi. Và các vị biết rằng sau cái đợt thi đó đó, tôi đạt trong cái top 1 trong 5 hạng cao nhất, và được lãnh thưởng cũng là một trong những danh dự cho trường chúng ta. Và sự thật sau khi đi thi diễn giảng, tức là nguyện vọng thì một đường, mà cái việc thi cử hay là này kia cái nọ, nó lại đáp ứng cái kết quả một nẻo. Và sau cái đó đó thì Ban Hoằng pháp Trung ương mở cái lớp giảng sư đầu tiên của Việt Nam, gọi là giảng sư Trung ương, mà cái khóa lấy cái danh nghĩa là khóa Thiện Hoa, được khai giảng năm 93, 94 gì đó. Nhớ là không lầm là tuyển sinh từ năm 93, và tuyển những người đã đạt giải cao nhất trong 9 tỉnh miền Tây để về ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục học trong cái ngành Hoằng pháp. Tôi lúc đó tuổi còn trẻ và mình có một cái thành quả cũng đáng là khả quan, cho nên là khi lúc đó chúng ta cũng bị phân vân trong đầu. Thì lúc đó tôi mới đem cái phân vân này, tôi mới thưa với Hòa Thượng Chí Phước, là ngày xưa Hòa Thượng là trưởng ban tăng sự ở đây, mà Hòa Thượng dạy cái môn luật của trường trung cấp. Tôi thưa với Hòa Thượng là: bạch Hòa Thượng, bây giờ con học năm thứ 3 của trường cơ bản rồi, mà bây giờ ở Trung ương có mở cái khóa giảng sư của Trung ương, mà nếu mà học 3 năm tốt nghiệp sẽ là giảng sư Trung ương. Với cái danh nghĩa này ngày xưa mình mường tượng và mình thấy nó cao vời lắm. Trong cái đầu của mình mà nghĩ rằng mình mà bước về đó, mình học cái lớp giảng sư Trung ương thôi là mình đã thấy là hãnh diện lắm rồi. Đúng là tuổi trẻ của mình nó có rất là nhiều suy nghĩ bồng bột. Thì tôi ngồi tôi trao đổi là: bây giờ con có được tiêu chuẩn để mà về đó học, vậy thì Hòa Thượng cảm thấy con có nên đi không? Tại vì ngày xưa tôi có cơ hội tôi làm thị giả với các vị Hòa Thượng hết á, trừ Hòa Thượng Đắc Pháp ở đây tôi không có thôi. Hòa Thượng Đắc Pháp là thầy Minh Đức á, thầy gọi là A Nan á, coi như là thầy cận kề với Hòa Thượng ở đây xuyên suốt. Thì tôi còn các vị Hòa Thượng giáo thọ về đây là tôi làm thị giả, tôi hầu hết á, cho nên tôi có rất nhiều cơ hội để thưa bạch nhiều chuyện. Thì trong khi tôi thưa bạch đó đó,
thì Hòa Thượng Chí Phước ngồi lắng nghe. Và Hòa Thượng mới nói đó: chú học một năm nữa là hết trường cơ bản, là chú tốt nghiệp cơ bản. Mà bây giờ bỏ đi như vậy có nghĩa là mình mất cơ hội, mình đã đi hơn nửa đoạn đường rồi mà mình bỏ như vậy là rất là uổng, là thứ nhất. Thứ hai, tôi cho chú biết học giảng sư chỉ là cái vỏ. Hòa Thượng nói tôi vậy: học giảng sư chỉ là cái vỏ, còn học Phật học như thế này mới là cái ruột. Khi ruột chú đầy thì chú tự nói mà thôi. Khi Hòa Thượng nói như vậy, tôi nói thật sự hoàn toàn là Hòa Thượng đã tự định hướng cho tôi những cái suy nghĩ của mình. Và tôi quyết định ở lại học với trường này mà không về ở Sài Gòn để học khóa giảng sư đó. Vì vậy các vị thấy rằng qua cái câu đó cho chúng ta biết được điều gì? Học giảng sư tức là học qua nghệ thuật, cái cách ăn nói và phương pháp này kia kia nọ đó. Đúng là khi quá trình tôi học, tôi cũng cảm thấy rằng nó không phải là chuyên sâu về vấn đề Phật học, mà bởi vì danh nghĩa của trường đó là dạy là trường giảng sư, tức là đào tạo khoa bản ăn nói, giao tế, có kỹ năng chuyên môn trong ngành hoằng pháp. Vì vậy những cái vấn đề gọi là sư phạm trong việc cách thức nói hay là cách soạn bài, tất cả những cái đó là chuyên môn là như vậy. Và khi lớn lên tôi mới hiểu sâu hơn về lời của Hòa Thượng dạy. Đúng là học giảng sư là học cái vỏ, tôi phải nói là như vậy. Tôi cũng học từ trường giảng sư ra. Trường giảng sư cao cấp đầu tiên cũng là tôi cũng có cơ may để học với trường đó ra. Và vì vậy tôi hiểu rất rõ. Dĩ nhiên trong trường lớp giảng sư đào tạo cũng dạy chúng ta nhiều môn học, nhưng mà một trong những môn được chú trọng có nghĩa là cái cách thực tập về kỹ năng chuyên môn và thực tập cho giảng dĩ và cách ăn nói trước công chúng. Đây là cái trường giảng sư phải quan tâm, bởi vì cái trường chúng ta là trường giảng sư mà. Và khi học vậy tôi mới thấy rằng mình may mắn. Phải nói cái may mắn của mình là mình được học với các vị hòa thượng, cho nên các vị dạy và chỉ cho mình rất là chân tình và chính xác. Đúng là các vị học giảng sư, các vị học cách nói và học khoa nói, mà các vị không có gì để nói, đó là nguy hiểm vô cùng. Các vị phải hiểu cái này rất rõ. Các vị giỏi ăn nói, các vị có nghệ thuật nói, các vị dạng dĩ để nói mà các vị không có gì để nói, có nghĩa là thùng rỗng kêu to, các vị chết. Hãy nói là cái này các vị cần phải để ý. Cho nên học qua nhiều trường lớp Phật học, quay trở lại học với con đường giảng sư rất là hay. Cho nên cái lớp mà giảng sư cao cấp đầu tiên của Việt Nam là cái lớp được tuyển chọn từ những người là thứ nhất là tốt nghiệp trường cao cấp Phật học, thứ hai là những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên khoa, và thứ ba là những người đã tốt nghiệp giảng sư trước đó. Và đây là cái tiêu chuẩn mà ngày xưa của Ban Hoằng pháp Trung ương đưa ra cho lớp cao cấp giảng sư đầu tiên. Và vì vậy cái trình độ ngày xưa khi các vị giảng sư cao cấp đầu tiên đa phần là những vị giảng sư và thậm chí là phó hay là trưởng ban hoằng pháp của các tỉnh thành nữa. Những vị giảng sư đã lâu năm rồi cũng muốn về học để hợp thức hóa về cái bằng của giảng sư trung ương mà cao cấp. Cho nên cái khóa đầu tiên mặc dù là tăng ni giảng sinh nhưng mà toàn là những vị cao thủ. Tôi phải nói là như vậy. Tôi học với toàn là các vị thầy cao thủ thôi. Vì vậy cho nên là cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy được rằng là học trường giảng sư là một trong những điều tốt để giúp cho các vị có kỹ năng, kinh nghiệm hơn trong cái việc mà hoằng pháp và nói tốt hơn. Phải nói là trường giảng sư giúp cho chúng ta ra trường để các vị vững vàng trên pháp tòa. Các vị có cái khoa ăn nói tốt, có cái kỹ năng soạn bài tốt, đây là điều mà trường giảng sư giúp cho chúng ta rất là tốt. Nhưng thực lực của các vị đòi hỏi các vị phải nỗ lực nghiên cứu và học tập bằng cá nhân của mình phải nhiều hơn rất nhiều với những gì bộ môn ở các trường đưa ra, thì các vị mới có một cái nội lực cơ bản để mà chia sẻ với mọi người. Còn bằng không các vị học bằng cái vỏ mà giống như Hòa Thượng Chí Phước nói với tôi như vậy đó, tức là học cái vỏ thôi, thực sự các vị giảng 10 bài giảng thôi các vị không biết nói cái gì nữa cả. Các vị chỉ cần nói 10 bài giảng thôi các vị không còn gì để nói. Những vị giảng sinh ở đây xin lỗi các vị là người đang học trường trung cấp, năm nay là năm thứ tư rồi và chuẩn bị thi ra trường đúng không, ít tháng nữa là các vị đã hoàn tất cái khóa 6 của chúng ta, các vị tốt nghiệp trường trung cấp rồi đó. Nhưng mà thật tình bằng trình độ này
Các vị đi ra, tôi bảo đảm các vị giảng 5 bài giảng. Sau 5 bài đó các vị không biết mình phải nói gì. Đây là kinh nghiệm của tôi chứ không có gì trên trời. Khi chúng ta giảng được một bài giảng đầu, hai bài giảng đầu thành công, sự thật cái thành công đó nhưng mà là khổ tâm của chúng ta. Tức là chúng ta đã dồn hết cái quá trình học tập của chúng ta để soạn được một vài bài đó, để có cái tầm ảnh hưởng, nhưng mà sau đó không biết nói gì nữa. Và chính cái khổ tâm là những bài sau lại thua những bài trước. Cái này mới cay đắng. Thay vì càng về sau người ta nói gừng càng già sao? Gừng càng già càng cay. Nhưng mà đúng ra là mình càng già càng nhạt nhẽo. Cái này là cái kinh nghiệm. Cho nên á, cái việc học của các vị là không có thừa. Các vị nên nhớ. Nhất là những người nào mà có nguyện vọng làm giảng sư, sự thật đừng nói là giảng sư là cái chuyện mà mình chỉ cần biết nói là xong. Sai lầm trầm trọng. Giảng sư là cái nhiệm vụ, nhưng mà để làm gì trong cái việc mà để nói hay là thực hiện của ngành giảng sư là cả một quá trình nỗ lực không ngừng của chúng ta. Và thậm chí các vị còn phải là nghiên cứu tỉ mỉ cặn kẽ hơn những vị học tăng khác nữa, nếu chúng ta có nguyện vọng này. Chứ đừng nói là giảng sư là để mang cái mác đi nói nha. Sự thật các vị có nghĩ như vậy, các vị sẽ tự giết chết cái ước mơ của mình bằng những suy nghĩ hời hợt của các vị. Ở đây có bao nhiêu người có nguyện vọng làm giảng sư sau này đâu, đưa tay lên tôi coi. Hả? Nói thật, nếu các vị có nguyện vọng này, được bao nhiêu người đâu, đưa tay lên đây. Tức là con đường dài, tôi không nói bây giờ, 5 năm, 10 năm, 20 năm gì cũng được. Có không? Thật lòng các vị cứ đưa lại đi, mắc gì mắc cỡ. Ủa làm giảng sư xấu lắm sao mắc cỡ? Có không? Đâu có ai có đâu, đưa tay lên cho tôi coi thử xem coi. Được mấy người? Tôi xem thử coi là cái nguyện vọng của các vị ở trong đây được mấy người. Cứ thật lòng đưa tay đi. 1, 2, 3, 4. Ai nữa? Chỉ có 4 người à? Cho tràng pháp tay khích lệ 4 người đó. Còn những gì còn lại là gì? Hả? Muốn làm tụng kinh sư hả? Xin thưa các vị, cái chuyện mà nguyện vọng làm giảng sư không có xấu. Tôi chỉ muốn nói như vậy để làm sao tôi coi coi cái ước mơ của các vị mỗi một người như thế nào trên cái lộ trình coi như là tu học của mình. Và nếu những vị nào có cái nguyện vọng đó thì tôi cũng tạo điều kiện cho các vị để mà hỗ trợ cho các vị trên cái bước đường mà thực hiện cái ước mơ của mình. Vì tôi đã trải qua con đường này dài, sự thật với các vị, hôm nay tôi ngồi với các vị. Nhưng mà thật tình mà nói, cái cơ hội mà tôi ngồi trên bục giảng để giảng như vậy, phải nói rằng đối với thời gian mà ngồi bục giảng cho đến hôm nay của tôi là 20 năm đúng. Thì các vị thấy rằng với cái độ tuổi của tôi là tôi ngồi trên pháp tòa từ năm 22 tuổi. Và từ năm đó là một trong những vị mà tăng ni sinh của trường mà được tăng sai để đi dạy cho trường hạ. Ngày xưa là tôi dạy trường hạ. Và trường hạ ở Long Đất, ngày xưa cái trường gì tôi quên rồi, ở Thiên Thai á, cái nơi đó ngày xưa của Hòa Thượng Thiện Hào của chúng ta đó. Vậy thì các vị thấy rằng ngày xưa 22 tuổi tôi đứng ở trên bục giảng để dạy cho một cái trường hạ mà hàng trăm tăng ni như vậy, mà tăng ni không phải là tuổi trẻ nha các vị. Các vị thầy cô về nhập hạ là những vị nói chung là có tuổi tác không à. Thậm chí cả hàng thượng tọa, bên cạnh đó có những vị là đại đức nhưng mà tuổi cũng là tuổi thượng tọa hòa thượng, tức là có những vị xuất gia trễ. Cho nên trường hạ là những người có tuổi tác. Mà tôi thở đó là 22 tuổi, là một tăng ni của giảng sinh của trường mà đi giảng dạy như vậy. Đó là những cái cơ hội để giúp cho chúng ta cái cách dạy là để học lại với những điều mà mình đã từng học. Và đó là những động lực tốt nhất để giúp cho chúng ta có cái việc học tu tốt hơn. Khi chúng ta có vai trò, có trách nhiệm thì chúng ta cần phải làm gì với vai trò và trách nhiệm đó. Cho nên là từng ấy tuổi tôi đã có những cái động lực để khích lệ cho mình
trên cái lộ trình tu tập. Cho nên những vị nào ở đây có nguyện vọng để làm giảng sư thì các vị phải nỗ lực học tập không ngừng ngay giờ phút này cho đến 5 năm, 10 năm sau nữa. Và những vị nào nuôi trong lòng về ước mơ là để làm giáo thọ sư, tức là một người giáo thọ không đi giảng dạy công chúng nhưng mà dạy cho trường lớp, dạy cho Phật tử, dạy cho các môn học của Phật học, thì các vị cũng phải thấy rằng mình có trách nhiệm với cái vai trò của mình. Mai này tôi muốn mỗi một vị thầy cô tăng ni của chúng ta là trở thành những cái người mà có khả năng giảng dạy ở một mức độ nào đó, cho dù ít nhất là dạy các lớp của chùa chúng ta. Có cơ hội hơn nữa, có trình độ hơn nữa, các vị sẽ dạy với cộng đồng lớn hơn. Ở trong đây, cái tài liệu mà kỹ năng hoằng pháp này tôi gửi cho các vị như một tài liệu. Tôi muốn in để đến với các vị mà hợp đồng với nhà in không kịp, cho nên buộc lòng phải cái này là phải photocopy cho các vị để có tài liệu học tạm. Và trong là 10 ngày nửa tháng nữa đó, sau khi mà in xong thì tôi sẽ gửi tặng lại cho các vị cái quyển hoàn chỉnh hơn. Còn đây là cái quyển mà tạm thời chúng ta chỉ photocopy để có tài liệu để chúng ta học trong cái ngày hôm nay thôi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ đến các vị hai buổi, buổi sáng này và buổi chiều, với cái môn mà tôi được mời, đó là môn là nghệ thuật diễn giảng. Thật ra tôi cũng ngồi suy nghĩ về điều này, bởi vì lớp của chúng ta là lớp trung cấp Phật học mà gọi là giới thiệu cái môn này tôi cảm thấy là hơi quá sớm. Nhưng mà cũng có thể là cho các vị một cái khái niệm về cái việc mà gọi là cái những cái chuyên môn của ngành giảng sư. Từ năm 1992 là năm đó là năm thứ hai, coi như là nửa thứ ba đó của trường cơ bản ngày xưa, tôi cũng đã được học cái môn này do giáo sư Trí Không hướng dẫn. Thì ngày xưa là từ thời ban đầu cũng cho tăng ni sinh thực tập để tập làm quen và có khái niệm về điều này. Mà phải nói rằng do kinh nghiệm tôi mới hiểu được rằng là thở đó học nhưng mà không có hiểu biết nhiều, và cũng không có khả năng để nói. Thật tình mà nói không biết gì để nói chứ trời. Giáo sư Trí Công thở đó dạy rồi kêu ai đăng ký lên giảng. Tôi nói thật các vị, tôi lôi nguyên cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa đó, tôi trích nguyên cái bài Tứ Diệu Đế vô trong đó, tôi lên tôi học thuộc lòng, tôi nói cho nói gì. Học thuộc lòng mà nói còn muốn hả họng nó không ra nữa, chứ đừng kêu mà nói. Thì đó là cái thời điểm đó là tôi nói với các vị là mình làm để mà gọi là đối trị với sự yêu cầu chỉ định của giáo thọ thôi. Rồi tới năm 93 mới có cái đợt mà phát động thi cho 9 tỉnh miền Tây á, 9 trường cơ bản á. Thì lúc đó Hòa Thượng Phước Tú của chúng ta đó mới là trực tiếp hướng dẫn cái bộ môn là nghệ thuật diễn giảng á. Thì Hòa Thượng cũng biên tập một cái tập rất mỏng mỏng như vậy, chừng 5-30 trang gì đó, cũng viết những cái cơ bản tạm thời để hướng dẫn cho tăng ni có khái niệm để mà tự thực tập, để soạn bài, để mà diễn giảng, để chúng ta đi thi theo lời kêu gọi của Ban Hoằng Pháp Trung ương. Và tới năm thứ ba thì chúng ta cũng thấy có một chút chất liệu để mà soạn bài, nhưng thật sự để soạn một bài giảng có 20 phút mà cực khổ chưa từng có. Hãy nói là như vậy, mình ngồi học cả ngày, mình thấy các giáo thọ sư giảng chúng ta 1 tiếng 2 tiếng chúng ta thấy bình thường, nhưng mà để chúng ta soạn một cái bài để nói chuyện 20 phút là chuyện đó trăm nan vạn nan với cuộc đời ban đầu của chúng ta. Các vị thử nói 5 phút rồi các vị còn gì để nói không? Nó là như vậy đó, nó rất là lạ. Giáo thọ sư nói chúng ta nghe rất là đơn giản, và chúng ta nghĩ rằng cái việc đó không có gì khó. Nhưng khi chúng ta là người đứng nói lại nói không được, nghĩ cũng không ra mà mở lời cũng không được. Và chính đó đó tôi đã gói ghém hết bao nhiêu cái tâm nguyện và kinh nghiệm của mình, và cộng thêm những cái lần mà được học trong cái sự giảng dạy về chuyên môn này, tôi gói ghém, tôi biên tập nên bộ mà kỹ năng hoằng pháp này cho các vị. Và tôi có nói rất rõ trong cái bài lời nói đầu, cái lời nói đầu tôi có giới thiệu cho các vị. Ở trong đây tôi tập hợp gồm cả những bài giảng cho những lần hướng dẫn cho tăng ni sinh các trường hạ để thực tập diễn giảng, những lần dạy cho các phá hoằng pháp viên
do ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức để hướng dẫn cho người cư sĩ có chí nguyện Hoằng pháp. Và bên cạnh đó là những tập tài liệu đã được soạn thảo cho cái lần thi của ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức là cao cấp đầu tiên từ năm 2000. Tôi tập hợp lại để trở thành cái quyển lấy tựa chung là kỹ năng Hoằng pháp. Trong đó tôi có hướng dẫn cho các vị cái cách soạn bài, kinh nghiệm nhiều thứ ở trong đây. Hôm nay cái thời gian của chúng ta chỉ đủ để hướng dẫn cho các vị đi qua một số khái niệm, còn nội dung cơ bản các vị về đọc lại cái này. Trong nội dung này tôi đã chia sẻ với các vị từng mục rất là kỹ. Tôi chia từng chi tiết và hướng dẫn cách soạn bài, và trong đây tôi cũng giới thiệu với các vị những bài giảng mẫu. Tức là tập cho các vị soạn bài theo giảng mẫu như thế này, để từng bước mà chúng ta hoàn thiện cái cách soạn bài của một bài giảng từ thấp đến cao. Đồng thời có những việc mà gọi là như một cái ý pháp để gửi vào trong đó. Cho nên là các vị đọc cái cuốn này, các vị cũng nắm một cách cơ bản để các vị tự cải thiện được mình những mặt hạn chế và phát huy những cái mặt ưu điểm và đào luyện mình trong một góc độ nào đó mỗi một ngày một ít, để chúng ta lần lần trong 5 năm, 3 năm chúng ta cũng có thể trở thành một giáo thọ sư hay một giảng sư trong một mức độ nào đó. Và cơ bản các vị là tu sĩ, các vị cũng cần phải có khoa này. Dù các vị làm trụ trì, các vị cũng phải cần cái khoa này. Tôi có viết ở trong này, trong cái mục lục trụ trì là nhà truyền giáo quan trọng, trong cái trang mà 99 đó, tôi có gửi đến cho các vị những cái cơ bản nhất để chúng ta hiểu. Và chúng ta thấy từng bước cái vai trò của xuất gia, vai trò của cư sĩ và cách làm đạo, tầm nhìn của chúng ta về xã hội và ý thức trách nhiệm của tăng ni thế nào, tôi cũng đã gửi gắm trong này với các vị, mang cái nghĩa như một lời chia sẻ kinh nghiệm để giúp cho các vị có ít chút tư lương mà những người đi trước, để cho chúng ta vững bước hơn và có cái lối đi trên cái lộ trình tương lai. Thì ở trong đây các vị nào có cái nguyện vọng để trở thành giảng sư, đó là những cái ý niệm rất là tốt. Ngày xưa tôi không có ý niệm giảng sư vì tôi thấy mình không có khả năng. Phải nói là như vậy, tự đánh giá thấp về cái khả năng của mình. Chỉ nghĩ rằng mình ngồi phòng, mình học chữ Hán rồi mình đọc kinh điển để mình dịch thực kinh điển như vậy, nó phù hợp với cái khả năng của mình hơn. Vì thấy cái vai trò của giảng sư lớn quá, thấy các vị hòa thượng lên cái pháp tòa, thấy nó khác đi, nó không phải là bình thường. Cái áp lực của đại chúng và cái cách truyền đạt về tư tưởng mọi thứ nó quan trọng lắm, mà mình thấy rằng mình nằm mơ cũng không bao giờ đạt đến đó được, cho nên không bao giờ dám suy nghĩ. Còn các vị hôm nay có một cái trình độ tương đối khả dĩ và các vị có một chút tự tin, các vị có quyền nuôi mộng cho chúng ta về cái con đường này. Nhưng mà nuôi mộng không có nuôi giống tôi, không có nuôi suông như vậy, chỉ nghĩ rằng học khoa ăn nói để chỉ nói như vậy là xong, nó không phải là như vậy. Mà chúng ta phải nói bằng cả chất liệu, trình độ, khả năng của chúng ta, nhằm cái vấn đề là truyền tải những ý tưởng, kiến thức và cái đạo đức tu hành của chúng ta đến với mọi người. Quan trọng lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên vai trò của giảng sư rất là quan trọng. Ngày xưa tôi cứ nghe rằng giảng sư là chỉ học khoa nói là được. Sự thật, kinh nghiệm cho tôi hiểu được rằng là cái đó chỉ là cái danh nghĩa, nhưng để muốn nói được là cả một quá trình. Vì vậy cho nên vị nào có tâm nguyện giảng sư thì các vị cứ nuôi chí này rất là tốt. Các vị học chuyên ngành, các vị học ngoại ngành, các vị cứ học. Trong cái phần này từng bước là tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những cái mục quan trọng ở trong đây thôi. Chúng ta lướt qua một vài mục căn bản thôi. Hồi nãy có một sư cô nào đó có một cái nguyện vọng làm giảng sư. Benny á, ai đưa tay nãy đâu, đưa tay lên tôi coi lại coi. Dạ. Mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên giáo hoàng sư, kính thưa quý thầy cô, con bắt chánh hạnh trên. Vì sao cô lại có ước mơ làm giảng sư trong khi mình là người ni nữa? Nam mô Phật, cái nguyện vọng làm giảng sư thì theo con thì cái người Phật tử thì là hậu trì về phần kinh tế, còn người xuất gia chúng ta không thể giúp cho chúng sanh về phần kinh tế được,
cho nên con chọn pháp thí. Cho chàng pháo tay. Giả lại, chúng ta đem Phật pháp đến cho chúng sanh để mọi người biết được giá trị của cuộc sống và sống làm sao cho tốt đẹp, lợi ích và lợi ích chúng sanh. Rồi, cảm ơn cô. A Di Đà Phật. Mong rằng cô sau này đã trở thành giảng sư có trách nhiệm để đem những cái pháp thí đến cho cuộc đời, để mọi người được nhận thức lời pháp thí để sống an lạc hơn. Những nguyện vọng này là tốt, nhưng làm sao cả một quá trình dài để thực hiện được nguyện vọng này là đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của tự thân, phải vượt qua rất là nhiều khó khăn. Xem như những hạt giống tốt đã được gieo trong đất tâm của cô, và làm sao cô có cái điều kiện để mà chăm sóc cái hạt giống này càng ngày được phát triển lớn hơn dần trên cái đất tâm của chính mình. Và những ai có nguyện vọng hoằng pháp thì phải là như vậy. Và trong nội dung từng bước tôi sẽ chia sẻ. Trên cơ bản các vị thấy rằng là giảng sư, tự thân của chữ giảng sư nghĩa là gì? Hả? Giảng sư nghĩa là gì? Nãy thầy nào đó có tâm nguyện làm giảng sư đó. Ừ? Thầy cho hiểu giảng sư là gì? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đặc biệt là thầy được mở một phần này vui vẻ. Thì theo con hiểu cái từ giảng sư thì nhất là mình đem được Phật pháp, mình truyền dạy cho mọi người cũng hiểu Phật pháp giống như mình. Tạm gọi thôi hả? Dạ, rồi cảm ơn thầy. Ngồi xuống. Xin thưa các vị, tại các vị nghĩ cho xa, tự thân giảng sư đâu có gì đâu nói nhiều vậy. Sư là gì? Thầy. Giảng là gì? Là dạy, là nói. Như vậy ông thầy giảng dạy nói pháp gọi là giảng sư. Còn cái chuyện mà diễn dịch sau đó là cái gì, là cái chuyện mà nhiều thứ khác. Nhưng mà tự thân nghĩa đen của từ giảng sư nó là như vậy. Dịch kinh sư là ông thầy để chuyển ngôn ngữ khác nhau thành tiếng Việt, hay là từ tiếng Việt sang tiếng khác gọi là dịch kinh sư. Như vậy cái từ này cho chúng ta hiểu rằng là cái nghĩa đen cơ bản đó là như vậy, để chỉ cái nhiệm vụ và mục đích của những người làm theo các cái ngành hay là các cái mong ước khác nhau của mình. Như vậy người có mong ước làm giảng sư có nghĩa là một ông thầy truyền nói về kinh điển Phật giáo đến với mọi người. Một vị mà dịch kinh sư thì trở thành nhà dịch giả để mà chuyển dịch kinh điển, cũng nhằm giới thiệu cái ý tưởng từ trong kinh điển gì đó đến với mọi người. Thì tùy cái chuyên môn và sở thích của mọi người để chọn cho mình một cái việc để gọi là chúng ta có cái điều kiện đóng góp cho Phật pháp. Vậy thì giống như sư cô hồi nãy, cô có nguyện vọng là trở thành cái người giảng sư sau này để ban pháp thí đến cho mọi người. Bởi vì chúng ta là một nhà tu, không có khả năng làm kinh tế, không thể chia sẻ được mọi người về chén cơm manh áo, thì chúng ta đem giáo pháp đến chia sẻ với mọi người. Thì chúng ta thực hiện được nguyện vọng này, chúng ta vẫn xứng đáng là một tu sĩ để thọ bát cơm của đàn na tính thí cúng dường. Cơ bản là như vậy. Và vì vậy chúng ta thọ nhiều cái thứ khác của đàn na tính thí cúng dường, chúng ta phải suy tư trong cái việc thọ đó. Có nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm trong cái việc thọ nhận của mình. Vì vậy cái việc mà ăn uống của các vị trong năm điều quán nguyện đó, để nói lên cái trách nhiệm của các vị trong từng bữa ăn. Đối với hạt cơm, đối với manh áo đều phải có trách nhiệm cả. Cái điều cuối cùng là ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm là vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Vì vậy ăn một cái chén cơm nó đầy cái trách nhiệm và cái chánh niệm ở trong đó. Chẳng phải ăn là để là chúng ta chữa đói không. Chữa đói là một phần của quán nguyện chúng ta thôi. Tứ chánh sự lương dược vi liệu hình khô đó chỉ là cái mục đích một trong năm điều quán nguyện đó. Nhưng mà cái cuối cùng ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực đó, cái này để nói là cái chí nguyện người xuất gia và khi thọ một cái chén cơm như vậy phải có trách nhiệm thế nào. Cho nên cái giờ ăn là giờ quan trọng mà các tổ đã từng nói rằng tôi không có thời gian mà tôi chỉ dành ra hai cái thời cơm cháo mà thôi.
Để thấy rằng cái buổi ăn cơm của chúng ta không phải là ăn suông như người thế tục. Người thế tục họ ăn suông được. Bởi vì sao vậy? Họ tự nỗ lực công sức của họ bỏ ra để họ có bữa ăn. Họ hoàn toàn được tự do mà khỏi cần suy tư. Còn cái bữa ăn của chúng ta có ra không phải từ sự lao động công sức của chúng ta, cũng không phải từ tiền bạc của chúng ta bỏ ra để có bữa ăn đó. Mà dù tiền bạc chúng ta có bỏ ra đi chăng nữa, nó cũng không phải từ sự lao động của chúng ta, mà từ sự hiến cúng của một ai đó. Cho nên một nhà tu nhìn thấy xung quanh mình không có cái gì là của mình cả. Cái này tôi nói không mang cái nghĩa là ý pháp ở trong đó, mà nói lên được cái cơ bản nhất là những gì chúng ta có được không từ sự lao động cực khổ của chúng ta. Ý đó tôi muốn nói vậy thôi. Còn cái quán chiếu giả tạm không có gì đó, đó là một cái việc ngã sở, ngã gì đó, là cái khác. Tôi không có đề cập trong cái cách nói như thế này. Vì vậy khi đến cái giờ ăn mà chúng ta cảm thấy rằng năm điều quán nguyện chúng ta so như là một cái nghi thức suông, đó là chúng ta thiếu trách nhiệm dữ lắm luôn. Cho nên khi mà chúng ta đi thọ trai, nhất là đi cúng dường trai tăng, trong những cái khi mà gọi là tam đề ngũ quán mà tôi thấy đánh kẽn quá lẹ đó, tôi thấy các vị hòa thượng không có vui cái chỗ này. Nhưng mà không nói thôi. Bởi vì cái đó là cái quan trọng nhất trong cái bữa ăn của các vị. Không thể các vị gõ kẽn để mà làm lấy lệ. Tôi nói thật với các vị, tam đề ngũ quán mà người cầm kẽn đánh á, tôi đọc chưa được một cái quán thứ nhất là đánh kẽn rồi. Như vậy chúng ta làm lấy lệ suông quá vậy. Ba điều quan trọng của tam đề và năm cái quán nguyện căn bản nhất của người xuất gia, mà tại sao chúng ta lại làm hời hợt như một nghi thức vậy? Các vị thử về, các vị đọc lại từng cái ý nghĩa của năm điều quán nguyện đi. Các vị sẽ thấy rằng hằng ngày mà các vị lặp đi lặp lại là các vị nuôi lớn được bồ đề tâm của các vị. Các vị cảm thấy rằng mình rất có trách nhiệm trong từng chén cơm manh áo, chứ không phải bình thường. Một lời nhắc nhở cho chúng ta, chứ đâu phải là độc điếc đang ăn cơm như vậy. Tâm hồn của chúng ta không có đơn giản như vậy. Người tu mà thọ trai như thế đó là phàm phu. Cái giờ ăn cơm mà để mà gọi là đánh ghiếc, đánh kẽn mà ăn ghía đàn tặng tới giờ ăn gì gì một lý do nào đó làm cho xong nghi lễ, và thậm chí có những người không thèm đọc nữa. Đó là cách ăn rất là phàm phu, rất thiếu trách nhiệm với chén cơm manh áo. Và như vậy chúng ta sẽ thiếu nợ lại trong từng bữa ăn một cách rất dễ dàng trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi ngày một chút rồi các vị sẽ thấy nhiều nhỏ gấp lại sẽ thành to. Cũng như Kinh Pháp Cú đã từng nói, như giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình. Kẻ thiếu tu thì bị nghiệp chướng ác nghiệp ràng buộc và chi phối, cũng giống như vậy đó. Ác nghiệp càng ngày càng lớn lên từng bước như thế. Cho nên cái giọt nước á, từng giọt rất nhỏ, như các vị nhớ kỹ, để lâu nó cũng sẽ đầy bình nước. Và cái chữ mà gọi là thiếu công phu tu học, thiếu trách nhiệm của chúng ta trong từng bữa cơm như vậy, các vị thử nghĩ, một ngày ăn 3 bữa, một tháng là bao nhiêu, một năm bao nhiêu, và 10 năm như vậy, các vị gom lại đi, không phải là cái lưu nữa, mà nó là một dòng sông, chứ không phải là đơn giản. Vì vậy các vị thấy không đơn giản tí nào về việc đó. Cho nên từng điều như vậy mà chúng ta làm, thì chúng ta sẽ thấy mình có trách nhiệm hơn. Rồi để các vị thấy rằng mục đích của những người cúng dường vào trong trường lớp này để gì? Để chúng ta học. Mà chúng ta phí phạm không có học, chúng ta xem thường, chúng ta không có động cơ để học, và lòng chúng ta rỗng toét cho với dự học. Cái này mà suy nghĩ lại chúng ta thấy đáng hổ thẹn lắm. Và cũng chính vì những suy nghĩ hời hợt của chúng ta về điều đó, cho nên sau khi chúng ta cảm thấy rằng học 5 năm, 3 năm chúng ta không có gì, hay nói là như vậy. Một người có chí nguyện và có tâm cầu học, một năm thôi đã thấy thay đổi rất là nhiều. Còn những người không có chí nguyện và không có tâm này, và không có nung nấu trong lòng mình, thì học 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng không thấy gì hết á. Sao học hoài cũng vậy mà thôi. Bởi vì chúng ta đâu thay đổi được gì từ trên cái phẩm chất đạo đức và cái tâm đức của chúng ta đâu mà thấy chúng ta có gì. Cho nên cái người mà học một cách chín chắn, có suy nghĩ chín chắn, có đạo tâm chín chắn á, một năm thôi là đã thay đổi rất nhiều từ con người trên tâm đức. Còn đôi khi chúng ta học 3-4 năm mà chúng ta thấy rằng vẫn là cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Đó là cái cách học mà gọi là bắt buộc học, và học theo thời khóa. Không học là bị phạt, bị rầy, bị la,
Cái cách học chúng ta như vậy không có kết quả tốt đâu. Học 10 năm cũng vậy, chứ đừng nói là 4 năm của trường trung cấp. Với cái tâm niệm vậy là học là chịu thua rồi. Học để đối trị là chịu thua rồi. Bởi vì Phật học là vốn liếng, là cái sự nghiệp của chúng ta. Kinh Bát Đại Nhân Giác đã cho chúng ta một câu là gì? Người tu là lấy cái gì làm sự nghiệp? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mà cái việc học tập này là nền tảng để phát sinh trí tuệ nè. Mà không có vận dụng để học thì thua rồi. Không có nền tảng làm sao phát triển được. Một ngôi nhà không thể xây dựng trên mặt nước. Ngôi nhà không thể xây dựng đơn giản trên cái miếng cát. Mà tất cả mọi ngôi nhà cũng có được phải định hình trên cái nền tảng vững chắc đàng hoàng. Vì vậy cái nền tảng cho lý tưởng tu học của chúng ta là nền tảng Phật học. Mà chúng ta học ầu ơ dí dầu như vậy, chúng ta đâu có cho đó là quan trọng và đâu thấy đó là sự nghiệp đâu. Và vì vậy học với thời gian rất nhiều nhưng kết quả không được bao, cũng tại tự chúng ta. Đừng đổ thừa giáo thọ. Là tăng ni sinh hay đổ thừa giáo thọ lắm. Sự thật với các vị, giáo thọ không quá quan trọng. Chừng nào các vị học lớp 1, thầy cô mới quan trọng. Còn các vị học tới cỡ này rồi, cơ bản nhất là thầy cô quan trọng chỉ định hướng thôi. Còn cái việc nỗ lực của các vị kìa, nghiên cứu học tập kìa, đó là cái việc mà quan trọng. Còn thầy cô có giảng cho hay, có dạy cho giỏi, thì các vị nghe bùi tai, tai này nghe bùi lọt qua tai bên này, rồi cũng trả lại cho thầy cô hết. Vì vậy cho nên là các vị nói à, thầy này dạy hay quá, thầy kia dạy hay quá. Dạy hay mà cuối cùng hỏi các vị cái hay để là cái gì, các vị không có để lòng được gì. Cho nên Quy Sơn Cảnh Sách mới nói câu như thế nào: giáo lý vị tằng thố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ. Có phải vậy không? Tức là lời Phật dạy giáo lý này chưa từng để lòng thì làm sao giác ngộ được cái bầu nhiệm của đạo được. Như vậy đạo không phải là nghe qua tai này để qua tai kia bùi tai chơi, để xuống dưới nói chuyện khào, bàn với nhau về thầy này thầy kia. Cái chuyện mà một người có tâm cầu học, thầy nào cũng giúp cho chúng ta học tốt cả. Mỗi một thầy tốt một cách, và thầy nào cũng giúp cho chúng ta một mức độ nào đó về mặt tiến tu. Nếu con người chúng ta chịu học, chúng ta không có phân bua mấy chuyện đó. Còn những con người học kém, học nói chung học tùy hứng, thì mới nói à thầy này dày, thầy kia thế thế. Tối ngày lo phân bua cái thầy không à, mà không nhìn lại bản thân mình ăn học như thế nào. Còn người thật tâm vì cầu học, người ta không phân bua về cái giáo thọ, mà người ta chỉ tự đánh giá khả năng của mình, và người ta tự khích lệ họ học. Thầy nào dạy họ cũng học hết lòng về cái bộ môn đó hết. Cho nên cuối cùng rồi, môn nào họ học cũng tốt. Còn chúng ta nói lu bu, chúng ta phân bua thế này thế khác, cuối cùng không môn nào ra môn nào cả. Thậm chí những môn mà chúng ta nói thầy này thế này, thầy kia thế kia đó, bản thân chúng ta học môn đó cũng không tốt nữa. Bởi vì chúng ta nói chơi vậy thôi. Cho nên ở đây, khi các vị có tâm học và có nguyện vọng làm giảng sư, thì các vị cũng phải để ý từng việc một như vậy. Và những nhân tố đó, để nhân tố từng bước để giúp cho các vị hoàn thành cái mục đích và ước mơ của mình. Vậy giảng sư trên cơ bản nhất là ông thầy nói pháp thôi. Ông thầy giảng kinh điển vậy thôi. Ông thầy nói lời Phật dạy thôi. Cho nên nhiệm vụ của giảng sư là gì? Nhiệm vụ của giảng sư là hoằng hoại. Có phải không? Nhiệm vụ giảng sư là gì? Hả? Là hoằng pháp, đúng rồi. Cho nên ở đây giảng sư và cái nghĩa hoằng pháp, hoằng pháp là nó là nằm trong chữ giảng. Cho nên á, chữ giảng sư là ông thầy nói pháp, nhiệm vụ của giảng sư có nghĩa là hoằng pháp, vậy thôi. Vậy hoằng pháp là gì? Hoằng pháp là giảng sư, phải không? Hả? Hoằng pháp là gì? Sư cô, hoằng pháp là gì? Rồi cảm ơn cô. Thì cũng nói vòng vòng cũng đúng đó, nhưng mà cái nghĩa tự thân của hoằng pháp chỉ nói gọn thôi. Sư
Sư ngồi giữa. Hoằng pháp có nghĩa là truyền pháp rộng rãi. Rồi, cảm ơn sư. Như vậy thì ở đây cái ý của sư cô hay là của sư này phát biểu thì cái ý nó cũng là như vậy. Hoằng là mở rộng, pháp là giáo pháp hay là Phật pháp. Cái chữ hoằng pháp có nghĩa là mở rộng đạo pháp, thì cái đó là gọi là hoằng pháp. Vậy nhiệm vụ của giảng sư là đi mở rộng đạo pháp. Và mở rộng đạo pháp đó thì gọi là hoằng pháp. Có nghĩa là giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người. Tôi có viết ở trong đây rất rõ để định nghĩa cái chữ hoằng pháp ở trong tài liệu của các vị. Các vị cứ tham khảo trong đó. Học ở trên đây tôi chỉ giới thiệu căn bản thôi, còn nội dung các vị về xem lại trong sách. Vậy thì hoằng pháp là mở rộng Phật pháp, và nhiệm vụ của giảng sư là như thế. Giảng sư phải dấn thân, phải đi làm việc Phật pháp, phải đi giảng dạy mở rộng Phật pháp, phải làm sao cho Phật pháp được tiếp cận với mọi người. Cho nên trong bài giảng vừa rồi ở tại Canada, tôi có giảng một bài giảng là tiếp cận đạo Phật. Trong cái bài giảng này tôi nói rằng chúng ta không khéo, chúng ta cứ đợi chờ người phải đến thưa hỏi và học đạo với chúng ta. Đó là một cái cách gọi là giới thiệu đạo Phật một cách thụ động. Và cái cách này không khéo, chúng ta làm co cụm lại đạo Phật, không phát triển tốt được. Hoằng pháp phải đó là đi dấn thân, đi tìm người để mà truyền đạo, chứ không phải là đợi mọi người đến cầu xin chúng ta. Các vị phải hiểu cái này rất rõ. Xưa nay chúng ta có quan niệm chúng ta ngồi một chỗ, rồi ai có nhu cầu gì đến lãnh lợi bạch thưa cầu. Xin thưa với các vị chỉ đếm trên đầu ngón tay về những điều đó. Nếu các vị có tâm nguyện vậy, suốt đời các vị không truyền pháp được, và các vị không làm lợi lạc cho bao nhiêu người hết á. Cho nên cái việc mà gọi là trong một bài giảng tiếp cận đạo Phật, tôi có nói rằng là các vị phải tạo điều kiện cho người ta tiếp cận. Có nghĩa là các vị phải dấn thân vào cuộc đời. Các vị phải có một cái vai trò gì đó, sứ mạng gì đó, nuôi chí nguyện gì đó, để mà đưa đạo Phật đến vào cuộc đời, giúp cho mọi người hiểu được đạo Phật. Mà quần chúng thì đa dạng trình độ căn cơ, chứ không phải họ là những người ngoan đạo. À, bạch thầy, bên kia là bạch sư cô. Đừng có ảo tưởng chuyện này. Đừng có ảo tưởng chuyện này, các vị không có đi hoằng pháp được đâu. Muốn đi hoằng pháp phải tự dặn lòng mình, mình hãy sống như nước vậy đó. Có nghĩa là nhập gia thì tùy tục. Cho nên nước vào trong môi trường nào, nó tự thân nó hòa quyện trong, vừa dặn với cái môi trường đó. Nước ở trong chai theo trong chai, nước đổ lên mặt bàn là lên mặt bàn, nước ở trong ly là trong cái ly, nó khác nhau. Nhưng mà nước nơi nào nó cũng bình đẳng như vậy hết. Vì vậy vào trong cuộc đời có những người mô Phật bạch thầy, cũng bạch thầy biết rằng người đó như thế. Nhưng mà thậm chí anh làm gì đó cũng phải hiểu được rằng như thế. Thậm chí thầy chùa kìa cũng phải như thế. Mày làm gì thế? Tất cả những cái này các vị phải hiểu và phải chuẩn bị trước là làm sao đến với mỗi từng lớp và mỗi cái cách của con người mà vẫn đưa Phật pháp được vào là các vị giỏi. Giảng sư phải chuẩn bị trước những điều này, có tâm nguyện hoằng pháp là phải có tâm niệm tu, có tâm niệm kiên nhẫn và có một chí quyết, phải ít nhiều phản ánh tính vô ngã, rồi các vị mới thực hiện được điều đó. Cho nên hoằng pháp là mở rộng Phật pháp, nhưng mà mở rộng như thế nào đó là một vấn đề mà trong đây tôi sẽ chia sẻ với các vị. Không đơn giản. Chứ đừng nói giảng sư thì thấy ai cũng giảng sư, rất nhiều giảng sư. Thì chúng ta thấy rằng bình thường, chúng ta nghỉ học 5-3 năm rồi ra cũng giảng sư. Sự thật, cái đó chúng ta nói thôi. Nhưng bao giờ chúng ta là giảng sư rồi, chúng ta mới hiểu rằng là những cái suy nghĩ của mình như vậy là quá hời hợt, chủ quan cho cái vấn đề giảng sư. Cho nên cái danh nghĩa giảng sư thì không thấy gì gọi là ghê gớm lắm. Nhưng mà để trở thành giảng sư thì các vị mới thấy rằng cái nỗ lực của mỗi người như thế nào. Chứ đừng nói là chỉ lanh mồm lẹ miệng rồi lên đó ăn nói thế. Thử đi, người nào giỏi lanh mồm lẹ miệng đi nói thử đi. Chúng ta hiểu rất rõ như vậy. Cho nên giảng sư nó còn có nghĩa là nhà diễn thuyết. Giảng sư cũng là nhà truyền giáo, có phải không? Giảng sư có phải là nhà truyền giáo không? Nhà truyền giáo gì?
hay là nói một cách nghĩa đen nôm na hơn là đi truyền đạo. Nhưng mà sự thật, nghĩa của giảng sư cũng là đi truyền giáo, là đi truyền đạo. Nhưng mà tôi không thích cái từ truyền đạo. Cái chữ truyền đạo này dễ làm cho người ta hiểu lầm với những cái cách mà đi dụ đạo á. Những tôn giáo đi dụ người ta đó, đi cho chén cơm manh áo rồi dụ á, đi mê hoặc quần chúng bằng nhiều cái chuyện lạ đó. Thì cái này giảng sư nó cũng có cái nghĩa là giới thiệu đạo Phật, đi truyền đạo, nhưng mà nó không mang cái nghĩa này. Vì vậy tôi không thích để xài những cái từ truyền đạo, truyền giáo rồi đó. Cái chữ truyền đạo, truyền giáo nó làm cho chúng ta có cảm giác rằng đạo Phật như một tôn giáo để đi truyền bá theo cái cách của những tôn giáo đã từng thực hiện trên thế giới này, hay là những tôn giáo từng có mặt trên Việt Nam. Cái cách để có mặt như vậy nó không phù hợp với cái tính chất của đạo Phật, nó không phù hợp với lý tưởng của những người xuất gia học đạo. Cách truyền đạo như vậy không phải. Cái người làm giảng sư của chúng ta truyền đạo cái cách khác. Cho nên là tôi cho các vị hiểu nó có ý tưởng đó, nghĩa đó, nhưng mà chúng ta không có xài. Giảng sư cũng là một cái người diễn giả, đi diễn giảng các vấn đề. Nhưng mà từ diễn giả nó mang cái nghĩa chung cho tất cả mọi lĩnh vực. Ví dụ những người đi diễn giả trên thế giới, người ta có thể trình bày các vấn đề về xã hội với công chúng. Ví dụ như nhà tư tưởng Krishnamurti, ông là một nhà tư tưởng lớn, ông là người gốc Ấn Độ nhưng mà từng sống ở Anh, trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng trên thế giới, một nhà tư tưởng, một nhà hùng biện, trình bày các quan điểm tư tưởng nhiều trường phái. Như vậy những cái người làm nhiệm vụ đó người ta gọi là diễn giả, đi trình bày những kiến thức, những sở học, những sự nghiên cứu của mình đến với công chúng. Hay là Tổng thống Bill Clinton, sau khi ông mãn hai nhiệm kỳ vào năm 2008, thì sau khi mãn nhiệm kỳ Tổng thống, ông trở thành một công dân bình thường của Mỹ. Và lúc đó ông làm gì? Ông trở thành nhà diễn thuyết. Ông đến với công chúng như một công dân, đến với vai trò của người diễn thuyết, gọi là diễn giả, đi trình bày các vấn đề bằng kiến thức, những kinh nghiệm hiểu biết của ông đến với công chúng. Thì lúc đó trở thành nhà hùng biện. Như vậy thì giảng sư nó có những cái tính chất đó. Nhưng mà một nhà diễn thuyết người ta trình bày các vấn đề xã hội, còn giảng sư thì chúng ta trình bày các vấn đề của gì? Của Phật giáo hay là của Phật học? Tức là giảng sư là một nhà diễn thuyết Phật giáo, cái đó thì mới đúng. Như vậy thì ở đây khi làm giảng sư cũng là nhà diễn thuyết, nhưng trình bày các vấn đề Phật học để giúp cho quần chúng mọi người tiếp cận với đạo Phật, hiểu được đạo Phật. Cho nên chúng ta mới gọi là giảng sư. Vậy thì nhà hùng biện, nhà diễn thuyết, nhà truyền giáo, hay là giảng sư, hay là người hoằng pháp. Nhưng mà người hoằng pháp là phản ánh đúng nhất của vị giảng sư. Cho nên giảng sư của chúng ta chỉ sử dụng cái từ hoằng pháp là trọn vẹn nhất. Và hoằng pháp như thế nào để có những cái nghệ thuật, sự thành công, cái hiệu ứng tốt? Phải có những cái sư phạm, những cái quyển chuyển, một cái cách mà phù hợp trong cái việc là thực hiện sứ mạng hoằng pháp của mình. Cái đó gọi là nghệ thuật. Hay là ở đây tôi sử dụng gọi là từ kỹ năng. Như vậy ở đây nghệ thuật giảng sư hay là kỹ năng hoằng pháp, thì tất cả những cái này để giúp cho chúng ta là đi diễn giảng mà phải có nghệ thuật, phải có kỹ năng, phải có bài bản, phải có chuyên môn. Vì vậy cái kỹ năng này nó được thực hiện trên hai nguyên tắc. Một là cái kỹ năng bẩm sinh, tức là tự thân của chúng ta có cái năng khiếu. Cho nên các vị hồi nãy nói là người lanh mồm lẹ miệng, người có năng khiếu ăn nói đó, cái đó thuộc về cái kỹ năng, cái kỹ năng bẩm sinh. Cho nên á, kỹ năng này chúng ta có được là từ cái bẩm sinh, có nghĩa là người đó tự thân sinh ra có cái khéo ăn, khéo nói, tự nhiên như vậy đó. Người ta gọi là lợi khẩu á, hay là nói có duyên. Cái những cái này đôi khi không có tập, mà tự thân mình sanh ra mình có được năng khiếu vậy, mình biết nói vậy. Có những khi mình thấy mấy đứa nhỏ nó nói chuyện dễ thương, mình nói mấy đứa nhỏ mồm mép, nhỏ này mồm mép, nói chuyện dễ thương. Cái cách đó mình nói rằng
Nó có cái năng khiếu ăn nói. À. Vì vậy cái năng khiếu bẩm sinh này là cái mà gọi là cái chuyên môn của chúng ta may mắn có được. Còn bên cạnh đó những người nói nó không có năng khiếu. Cái người nói nó không có năng khiếu, nó không có hấp dẫn. Cho nên có những người có trình độ rất cao mà nói không có hấp dẫn. Có nghĩa là người đó trình bày không có năng khiếu, không có kỹ năng. Và người đó không có nghệ thuật. Như vậy thì nếu người này có cách học và đào luyện lấy chính mình trong một thời gian dài, thì cái kỹ năng của người này, nghệ thuật của người này có thể được thay đổi lần, có thể ở mức độ gần và tương đương với những người có năng khiếu. Nhưng mà người có năng khiếu mà chỉ phát huy năng khiếu mà không phát huy thực lực thì cũng không có gì để nói với mọi người. Nói suông như vậy không có tác dụng. Bởi vì giảng sư của chúng ta ở đây không phải mang cái nghĩa để nói, mà ở đây nó còn có truyền trao một cái gì đó. Cho nên người giảng sư của chúng ta đòi hỏi phải có nghệ thuật. Nhưng mà nghệ thuật là cái phần phụ. Còn cái thực lực của chúng ta, trình độ tâm đức của chúng ta là điều quan trọng. Vì vậy có những người không có cái khoa ăn nói nhưng mà có đủ trình độ thực lực, người đó vẫn trình bày để trao truyền kiến thức được cho mọi người. Còn có những người có cái khoa ăn nói mà không có thực lực, không có tâm đức, đôi khi nói người ta nghe như vậy nhưng mà cuối cùng người ta kết luận là không có gì để nghe hết. Đây là một vấn đề để chúng ta nghiên cứu. Cho nên ngày xưa khi mà tôi học cái môn luận đại trí độ của Hòa Thượng Thiện Trí, thì lúc mà Hòa Thượng dạy cái môn này, Hòa Thượng có định nghĩa một câu rất là vui: tu sĩ là một nghệ sĩ siêu xuất lên sân khấu của cuộc đời diễn tấn tuồng từ bi và giải thoát. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái câu định nghĩa của Hòa Thượng nói vui với đại chúng, nhưng mà chúng ta nghĩ lại rất là hay. Người giảng sư phải để ý câu này. Một ngày nào đó nếu chúng ta trở thành giảng sư, người ngồi trên bục giảng, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người giảng sư ngoài cái khả năng thực lực, nó đòi hỏi cái năng khiếu rất là cao. Năng khiếu mặc dù là cái phụ, nhưng mà được cái phụ này sẽ giúp cho chúng ta truyền giáo thành công hơn, tốt hơn, giúp cho mọi người tiếp thu và hiểu được cái những gì chúng ta muốn nói tốt hơn. Cho nên là chúng ta là một nghệ sĩ ở chỗ là có nghệ thuật trong chuyên môn mới gọi là nghệ sĩ được. Cái tính nghệ sĩ trong người giảng sư có nghĩa là người đó phải có chuyên môn, có kỹ năng, phải có nghệ thuật thì mới gọi là nghệ sĩ được. Cho nên tu sĩ là một nghệ sĩ siêu xuất lên sân khấu cuộc đời diễn tấn tuồng từ bi và giải thoát. Có nghĩa là chúng ta không nói những việc của xã hội mà chúng ta nói vấn đề của đạo pháp, của từ bi, của giải thoát. Người giảng sư có nghệ thuật là như vậy. Có nghệ thuật, một là do năng khiếu, hai là do đào luyện của chúng ta. Nếu chúng ta không có được may mắn có năng khiếu bẩm sinh thì chúng ta nỗ lực đào luyện, một ngày nào đó chúng ta cũng thành công. Rất là nhiều nhà diễn thuyết biện luận trên thế giới từ ban đầu sinh ra không phải là một người ăn nói giỏi. Rất là nhiều người không ăn nói giỏi, nhưng mà bằng cái sự nỗ lực đào luyện, họ có thể khắc phục những mặt hạn chế để trở thành một người ăn nói giỏi. Mà cái cách khắc phục như thế nào tôi cũng sẽ chia sẻ với các vị trong cái quyển này. Như vậy cơ bản nhất là giảng sư hay là nhà hoằng pháp là như thế, và kỹ năng nghệ thuật nó là như thế. Và để muốn trở thành một vị giảng sư thì trong đây chúng ta có rất là nhiều cái ý tưởng mà để trở thành giảng sư. Thì ở đây là tôi có chia sẻ với các vị là những tiêu chuẩn của hoằng pháp đó. Trong cái mục thứ 5 á, trong đây có 11 điều cơ bản nhất là để trở thành người hoằng pháp. Nhưng mà muốn để trở thành người hoằng pháp trước hết thì ở đây chúng ta cần phải có một số cái vấn đề gọi là chuẩn bị. Những nhân tố quan trọng nào để giúp cho các vị trở thành giảng sư? Đây là những điều cốt lõi nhất cái đã. Thì trong tiêu chuẩn hoằng pháp tôi đã đưa ra cho các vị rồi. Thì như vậy cơ bản nhất chúng ta thấy rằng trong 11 tiêu chuẩn này, chúng ta gói ghém lại nó có mấy cái ý căn bản. Thứ nhất là muốn nhìn thấy một đạo Phật được phát triển như sách vở kinh điển mà thường diễn tả. Có nghĩa rằng chúng ta đã từng đọc trong kinh điển, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã từng nói pháp cho hàng ngàn hàng ngàn người nghe. Chúng ta đọc hành trạng của các vị thiền sư, chúng ta thấy rằng
những buổi pháp hội của các ngài 500 người, 1000 người. Và chúng ta coi phim Tây Du Ký, chúng ta thấy sau khi mà Huyền Trang đi thỉnh kinh trở về thì cái buổi nói pháp của ngài Huyền Trang trước sân của cung đình nó hàng bao nhiêu ngàn người người nghe pháp. Chúng ta lúc đó có cảm giác rằng cái chuyện này cũng như giống có trong thời kỳ của Đức Phật hay là hành trạng của các vị thiền sư thôi. Còn bản thân chúng ta làm gì có cơ hội và làm gì mà một đạo Phật được như thế. Nhưng mà thật ra mà nói, chúng ta tự đánh giá thấp cái vai trò đang là của mình, hoặc là mình chưa có cơ hội. Nhưng mà khi các vị có tâm quyết, các vị có cái nguyện vọng, các vị muốn suy nghĩ rằng mà muốn một đạo Phật ngày nào nó cũng phản ánh những điều mà trong kinh điển từng dạy, hành trạng của các vị thiền sư đã từng có, phải thực hiện điều đó ngay tại cuộc đời và ngay trong đời của chúng ta. Phải có chí nguyện đó. Và mình nói rằng một ngày nào mình cũng đem giáo pháp đến và mọi người hướng về một cách đông đủ như là kinh điển đã từng mô tả, thì nếu các vị được có cái chí nguyện này, các vị sẽ thấy rằng một động lực để giúp cho chúng ta học tu. Các vị giới thiệu đạo Phật mà được quần chúng công nhận như vậy là không phải chuyện dễ. Các vị nên nhớ rằng trong cuộc đời không phải là dễ độ chúng sinh đâu. Cho nên trong lời nói đầu ở đây nè, tôi có nói cái lời nói đầu mà các vị lật ra trong cái trang 14 á, các vị thấy tôi có nêu ở trong đó đó. Sau bao năm miệt mài ăn học và tập tành trên con đường hoằng pháp, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu thử thách gian nan, thấu hiểu nỗi khó khăn gian khổ trong việc giới thiệu đạo Phật đến với chúng sinh như thế nào, mới thấm thía lời kinh Phật cảnh báo từ ngàn xưa: đời ác ngũ trược, chúng sinh can cường khó độ. Và lúc đó chúng tôi càng thương kính các bậc thầy đã dày công hoằng pháp lợi sinh, đã trải đường cho một đạo Phật ngày mai mà thế hệ hiện tại của chúng tôi đang thừa hưởng. Như vậy các vị thấy cái điều đó như thế nào? Tôi muốn nói một điều rất rõ là ở chỗ là việc hoằng pháp lợi sinh đưa đạo Phật vào đời là chuyện không dễ. Mình thấy các vị thầy cũng lên giảng dạy và cũng làm được Phật sự, mình tưởng đơn giản, không có. Không phải dễ dàng buộc người ta phải nghe lời mình như thế đâu. Bao giờ mình là thực hiện được sứ mạng hoằng pháp đúng, và người ta hiểu đúng và người ta công nhận được, thì người ta mới tự nguyện theo mình. Ngày hôm qua tôi có tiếp với một cái vị giáo sư bác sĩ từ Mỹ về Việt Nam. Thật tình ngày hôm qua là cái ngày tôi chuẩn bị, tôi sắp xếp thời gian để đi giảng dạy cho các vị, cho nên tôi không có tiếp khách. Nhưng mà vì cái điều đặc biệt là các vị đệ tử tôi báo rằng có một vị có tuổi tác cũng tương đối cao, cứ đứng ngoài cửa chắp tay xá như thế này. Người ta thấy có một cái gì trịnh trọng. Và thật sự khi ông ra ông muốn gặp tôi, ông cũng biết rằng ông là người từng là giáo sư, cho nên ông rất là tôn trọng những công việc của người khác. Ông nói là từ Mỹ về, ông muốn gặp tôi thôi. Như vậy hoàn cảnh ông muốn gặp nó đặc biệt như vậy, cho nên là tôi ra tôi tiếp ông trong vòng khoảng 5 phút. Và ông mới nói rằng ông là giáo sư về ngành y, và ông dạy cho rất là nhiều các trường y khoa từ rất lâu rồi. Và cách nay một năm ông đã nghe những bài giảng của tôi, và ông cảm thấy ông hiểu về một đạo Phật, và ông giác ngộ được về đạo Phật. Ông muốn đi đến tìm tôi như một lời cảm ơn. Cho nên ông nói rằng xuống đây nếu gặp tôi thì tốt, không gặp ông cũng đứng trước cửa phòng ông xá ba xá để ông tỏ lòng là ông cảm ơn. Như vậy thì xem như cũng đã trả ơn xong tôi và đã gặp tôi rồi. Như vậy các vị thấy rằng đối diện trước xã hội là một điều không dễ, với nhiều tầng lớp con người khác nhau, mỗi người một bản tính. Và ông trong cái quá trình trao đổi, ông mới nói với tôi rằng là ông rất là tự hào về trình độ kiến thức của mình, cho nên ông không có đề cao cái vấn đề Phật Pháp. Và nhất là mấy thầy nói, ông có cảm giác rằng mấy thầy thì nói chuyện Phật Pháp tu hành thôi chứ có gì đâu để nghe. Ông còn nói như thế đó. Như vậy ông không cần thiết để nghe và không quan trọng việc này. Vậy thì làm sao chúng ta có thể là giới thiệu một đạo Phật đơn giản được? Khi tôi sang Mỹ vừa rồi, các vị biết, trong một buổi giảng Pháp tại Virginia, sau khi giảng bước ra rồi, tôi có gặp một cái ông đó khoảng trên 60 tuổi. Ông gặp tôi, trước khi vào cửa phòng thì tôi đi ngang qua một khúc quanh đó, thì ông đứng ngay cái góc đó, ông nắm tay tôi.
Ông nói thưa thầy đứng lại cho con thưa với thầy chút xíu việc, nhanh gọn thôi. Thì tôi đứng lại, thì ông nói với tôi như thế này: con xin lỗi thầy, đây là lần đầu tiên mà con đến nghe pháp, và người mà con nghe đó là thầy. Con xin lỗi thầy, trong cuộc đời của con rất là ghét thầy chùa. Ông nói như thế, rất là ghét thầy chùa, gặp thầy chùa đâu là chửi đó. Không bao giờ, và không bao giờ nghe ai nhắc tới tên thầy chùa mà thích cả. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tình cờ mà nghe một người bạn nghe pháp và ngồi lắng nghe đó, rồi mới hiểu được đạo Phật, và mới hối hận, mới thay đổi những cái suy nghĩ của mình. Và khi nghe tôi sang Mỹ, ông quyết lòng tìm đến. Và ông nói như thế này: trong đời con chưa có quy y, nhưng mà con cũng không muốn lên chánh điện để mà quy y, con muốn quy y tại đây nè. Thầy nhìn thẳng vào mặt con, thầy coi thầy có thể đặt được tên gì cho con. Thầy đặt tên gì là con nhận quy y, và con cho mình là Phật tử rồi, rồi con nhận tên đó. Các thị thấy trong cuộc đời đâu có dễ đâu các vị. Khi nghe người ta nói mình mới hiểu, càng hiểu rằng đời can cường khó độ. Chứ thật ra mà nói, trong cái cuộc đời làm giảng sư, làm thầy tu, các vị gặp khó cũng không nhiều lắm đâu. Các vị thấy ai cũng bạch thầy, cũng xá chào, không, thậm chí đơn giản nhất cũng cười thầy khỏe không cô vậy đó. Chúng ta nghe những cái này không, nó là một cái hướng thuận thôi. Còn biết bao nhiêu cái phía sau lớp màn đó là những cái hướng nghịch, những người chống đối, những người bất mãn, những người chỉ trích, những người ngang tàn cứng đầu, không phải dễ gì độ. Cái này không đơn giản như thế. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ chủ quan rằng lúc nào cũng có những Phật tử mợp đầu để nghe ta nói, đó là ảo tưởng. Và các vị nghĩ như vậy không bao giờ các vị độ được cuộc đời. Cho nên tôi mới nói rằng Đức Phật mà còn nói đời ác ngũ trược, chúng sinh can cường khó độ, thì các vị đã biết rằng Đức Phật đã từng gặp khó biết bao nhiêu trong cái cuộc đời hoằng pháp của Ngài. Đâu có dễ tí nào đâu. Cho nên hôm nay những cái người mà chọn con đường hoằng pháp thì phải chấp nhận những điều này. Giống như cái lớp học ngày xưa mà Hòa Thượng Thiện Hoa đã từng dạy đó, cho cái lớp Như Lai Sứ Giả đó. Hòa Thượng có cho những cái vị thầy mà học lớp Như Lai Sứ Giả đều phát nguyện cả: nơi đạo chúng sinh cần thì con đến, đạo pháp cần thì con đi, chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Đây là những cái câu mà để lòng dặn lòng của chúng ta như vậy. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là giảng sư đi đến đâu cũng có thảm hoa trải đường, có trống bát nhã đùng đùng, có hai người xếp hai hàng để đưa chúng ta lên, và vì vậy chúng ta khoái đi làm giảng sư để được đưa đón như thế. Ảo tưởng. Nếu suy nghĩ mà chạy theo con đường đó là các vị hỏng chân hết. Trong cái việc hoằng pháp các vị phải suy nghĩ như vậy. Cho nên việc hoằng pháp đầu tiên là phải có cái tâm nguyện đó. Phải có tâm nguyện đưa đạo vào đời. Muốn rằng một cuộc đời này ngày nào đó nó trở thành một cái gì đó, chúng sinh được thuần lương theo con đường Phật dạy. Dù cái ước nguyện đó quá lớn, nhưng hãy thực hiện cho hết lòng mình, được bao nhiêu tùy phước duyên của mỗi người. Mà mỗi một tăng ni sinh đều đóng góp như vậy, đều có tâm nguyện như vậy, thì nhiều nhỏ gấp lại thành to. Chúng ta sẽ thấy một ngày nào đó đạo Phật sẽ được sáng lạng hơn nhờ cái công lao và cái tâm truyền giáo của các vị. Phải nói là như vậy. Và đòi hỏi những cái người thực hiện sứ mạng này phải có cái tâm. Đầu tiên làm giảng sư là sứ mạng hoằng pháp, là không ham danh ham lợi. Môi trường của các vị giảng sư đa phần là danh lợi. Tại sao? Sự đón tiếp, danh tiếng, đó là danh rồi còn gì. Và khi có danh rồi, người ta sẽ vì quý cái danh người ta ủng hộ, cái đó là lợi. Và chúng ta dễ mất mình trong danh lợi này. Cho nên con đường giảng sư là một con đường mà gọi là gia chạm rất nhiều với danh lợi. Mà làm sao các vị gia chạm để đừng sức mẻ, để đừng gục ngã, đây là tâm nguyện của mọi người. Vì vậy khi bước chân vào con đường này phải lòng dặn lòng: làm sao chúng ta không bị nô lệ bởi danh, mà làm sao chúng ta cũng không tham lợi ở trong lòng. Cũng giống như Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa ngày xưa ta từng nói vậy đó. Hòa Thượng viết trong cái quyển Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi, Hòa Thượng nói bất cứ một Phật sự nào Hòa Thượng làm mà Hòa Thượng xét trong lòng, nếu thấy còn một ý niệm nhỏ là danh là lợi, Hòa Thượng bỏ liền. Bỏ liền không làm. Cho nên khi mà cái việc của Hòa Thượng làm từ viết kinh, viết sách, cho đến là giảng dạy mọi thứ,
đều không có danh lợi trong đó. Thậm chí lập cái nhà in sen vàng cũng không có danh lợi trong đó. Chỉ vì phụng sự cho Phật Pháp, một đời phụng sự cho Phật Pháp đúng nghĩa. Và một vị giảng sư là một con người rất là dễ lâm dấp với con đường danh lợi, dễ dàng quên mình khi mà mình được tung hô vạn tế, dễ dàng quên mình trong khi được mọi người cúi đầu để nghinh đón, và dễ dàng quên mình trong những cái sự cúng kính của mọi người. Và làm sao chúng ta phải được tỉnh táo, phải được làm chủ lấy mình trong mọi tình huống như vậy, để giữ vững lập trường và chí nguyện của một người làm việc hoằng pháp, giảng kinh thuyết pháp thuần tí như thế đó. Danh có cũng tốt, lợi có cũng tốt, mà làm sao chúng ta đừng bị chi phối, và đừng vì cái đó mà chúng ta phải đua đòi để làm, thì lúc đó chúng ta mới có thể là đi tương đối vững vàng và ổn định trên cái lộ trình hoằng pháp của mình. Còn bằng không, các vị thấy những sự cúng kính nhiều quá, các vị có lợi nè, các vị thấy tôn trọng giới thiệu nhiều quá, các vị có danh nè, các vị quên mình đi, các vị được lời tung hô không, mai này các vị sẽ đau khổ và gục ngã trước lời phê bình của thiên hạ. Vì vậy, cái lời tung hô của mọi người các vị cũng nghe, nhưng mà các vị cũng cần phải nghe những lời phê bình chỉ trích của mọi người. Và các vị làm sao phải tự vững lòng trước hai cái tình huống đó. Còn các vị chỉ nghe một chiều, nghe khen mà không nghe chê, thì các vị sẽ chết, các vị sẽ mất phương hướng, và các vị sẽ biến mình trở thành một con người sống bằng ảo, không có thật. Các vị hiểu rất rõ cái lời tung hô của quần chúng, cái lợi mà cũng có cái hại, rất là nguy hiểm. Họ đưa các vị lên ngọn cây được, họ có thể nhận các vị xuống bùn được. Mà điều quan trọng nhất, họ đưa các vị lên cây, các vị không leo lên, mà họ nhận xuống bùn, các vị không xuống. Đây mới là quan trọng. Còn lên cây quen rồi, xuống bùn xuống được, mà buộc phải xuống thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái người làm giảng sư phải trước nhất là lòng dặn lòng, không để mình bị chi phối bởi danh và lợi, để cái việc hoằng pháp được trọn vẹn hơn. Và nếu lòng mình hoằng pháp như vậy, mình mới có pháp để đến với cuộc đời. Còn lòng mình đầy danh đầy lợi, pháp ở đâu đến với cuộc đời? Nếu lòng đầy danh lợi nói với người là nói láo, khuyên mọi người tu mà bản thân không tu, khuyên mọi người từ bỏ danh lợi mà bản thân chúng ta chất đầy danh lợi, cái đó là nói ngược. Và một người giảng sư làm đạo như thế là đi ngược lại với lý tưởng tu hành, ngược với vai trò và sứ mạng từ ban đầu mà mình đã hứa hẹn với các vị tôn đức hòa thượng trong cái quá trình học để trở thành một giảng sư. Điều này phải rất rõ. Và chúng ta là những tăng ni trẻ rất dễ rơi vào trường hợp này. Phải nói là như vậy. Những người lớn tuổi cứng cáp còn đôi khi còn lạc lối trong chuyện này, chứ đừng nói là những người mới. Vì vậy các vị phải có tự dặn lòng, phải suy tư trước, thì các vị khi đối diện các vị mới biết có chánh niệm, có làm chủ kịp thời trong nhiều tình huống khác nhau, để các vị đừng quá đà trong cái suy tư của mình. Thứ nữa đó là các vị phải xem nhẹ bản thân của mình trong các Phật sự. Thì cái này trong cái việc mà gọi là cái việc hoằng pháp tôi có nêu với các vị rồi. Tức là các vị phải xem nhẹ bản thân. Các vị mà quá quan trọng về bản thân của mình, các vị nể hà, các vị không làm được giảng sư đâu. Bởi vì con đường hoằng pháp là con đường gian nan cực khổ. Các vị đi mọi cái nơi, mọi nẻo đường, nhiều nơi khốn khó, vất vả, gian nan, phải thức hôm dậy sớm, phải biên soạn bài vở, phải có trách nhiệm trên pháp tòa. Các vị phải có sự chịu đựng và có sự quyết tâm trên con đường hoằng pháp, phải tạm quên bản thân mình đi. Tức là phải có một đức tính vô ngã đó, mà không đòi hỏi vô ngã như các vị Bồ Tát, mà trước hết là vô ngã để xem nhẹ bản thân cái đã. Nếu chúng ta quá nệ hà, chúng ta không thể dấn thân làm Phật sự được. Chúng ta nệ hà, chúng ta chỉ có thấy là chúng ta đến những cái nơi gọi là sang trọng, uy nghi, tung hô, mà chúng ta không đến những nơi bình dân được. Cho nên vì vậy, một người muốn có tâm nguyện giảng sư thì bản thân cũng phải
vô ngã, phải xem nhẹ, phải dấn thân, phải chịu cực. Đây là điều đương nhiên. Và phải có một quyết tâm để bảo vệ Phật Pháp. Tức là bằng mọi giá các vị phải bảo vệ lý tưởng, hay là bảo vệ con đường của Phật Pháp. Đây là các vị cần thiết phải dặn lòng như thế. Không để cho bất cứ một tà ngụy nào, ngoại đạo nào có thể xâm chiếm hay là ép uổng hay là chỉ trích hay là chụp mũ bậy bạ về đạo Phật. Phải bảo vệ tới cùng. Một người tu hành phải có sự tự trọng về con đường lý tưởng của mình và tự trọng với danh nghĩa là một tập thể của Phật giáo, chứ không có xu hướng theo các cái sự phê bình lang bang của quần chúng của thiên hạ. Phải có lập trường rất rõ, và thậm chí chúng ta hy sinh vì đạo chúng ta vẫn làm. Cho nên các vị đọc cái bài sám phát nguyện đó, có cái bài là gì đó, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, rồi gì nữa, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Thật tình với các vị, những bài sám nguyện này mỗi một lần đọc là tôi nói nổi óc trong người. Mỗi một lần đọc chúng ta rỡn cả cái đầu. Mỗi lần đọc chúng ta thấy tim mình đập mạnh. Mỗi lần đọc chúng ta thấy mình quyết chí hơn. Và mỗi một lần đọc chúng ta thấy mình trào nước mắt trong tư duy. Nếu các vị là người có chí cho con đường hoằng pháp và vì sự nghiệp của Phật Pháp, vì Phật Pháp chung, vì chúng sinh, chúng ta sẽ thấy những câu này quan trọng. Nó nung chí các vị, và các vị chấp nhận dấn thân gian khổ và thậm chí hy sinh cho con đường truyền giáo của mình. Và các vị nuôi được chí nguyện này là những hạt giống tốt, đó là những động lực để khích lệ và thúc đẩy cho các vị trên cái lộ trình mà gọi là nhận thức, tu tập và cống hiến của chính mình. Và người hoằng pháp phải cống hiến hết sức mình. Các vị phải làm như vậy. Còn nếu các vị không có tâm nguyện này, các vị không làm được. Các vị là lục bình, nước vô các vị trôi vô, nước ra các vị trôi ra. Và như vậy không có lợi ích gì lớn hết á. Cho nên chúng ta phải quyết lòng hy sinh vì đạo. Cái chuyện hy sinh vì đạo, chúng ta không mang cái nghĩa giống như một người gọi là cuồng tín, mà cái người tử vì đạo, giống như các bậc thánh tử đạo vậy đó. Tử vì đạo phải chánh nghĩa, tử vì đạo phải vì số đông, tử vì đạo phải vì an nguy của quốc gia, của quần chúng. Phải nói là như vậy. Một người hy sinh đúng nghĩa như thế, chứ không phải là con người mà gọi là cuồng đạo, tử vì đạo để đi giết chết những người khác. Nó không phải là cái nghĩa như thế. Cho nên một cái vị mà giảng sư, một cái vị mà có tâm nguyện này, phải lập chí vững chắc, phải nuôi trong tâm của mình từng bước như vậy. Chúng ta phải thấy cái vai trò và sứ mạng của mình nó lớn lắm. Ở trong đây tôi có nói vai trò và sứ mạng của người hoằng pháp đó. Trong cái mục thứ 2 trang 35, các vị đọc lại thấy sứ mạng của người hoằng pháp. Tôi chỉ tổng hợp lại, tôi chia sẻ với các vị như vậy thôi. Còn phần lớn các vị về đọc lại trong cái quyển sách này, các vị nghe để hiểu. Và các vị phải tập cho mình trong cái lối sống là không nhỏ mọn, ích kỷ và ganh tị. Đây là điều quan trọng vô cùng của người để làm giảng sư. Các vị là nhà truyền giáo mà các vị nhỏ mọn, các vị truyền cái gì? Các vị là nhà truyền giáo mà các vị ích kỷ, các vị là cái gì? Các vị là nhà truyền giáo mà các vị ganh tị, các vị là cái gì? Nhà truyền giáo mà còn nhỏ mọn là ích kỷ, là ganh tị, không đúng nghĩa. Cái đó các vị đang đi kiếm cái nghề để làm ăn, chứ không thể gọi là nhà truyền giáo hay là nhà hoằng pháp được. Phải nói là như vậy. Cho nên muốn đừng ích kỷ, đừng ganh tị, đừng nhỏ mọn, đừng hẹp hòi, cái này không phải đến làm giảng sư các vị mới có, mà cái tính này các vị phải từ cái đời sống của một tăng ni sinh ở trong một tập thể các vị đã có rồi. Các vị hy sinh cho tập thể được, các vị biết từ bỏ những việc không đáng, các vị có thể là giúp đỡ những huynh đệ trong những khi cần, các vị biết san sẻ trong những đời sống của một cái môi trường tập thể. Các vị đã có cái tâm đức này từ cái thở là tăng ni sinh. Lập lòng nuôi đức là chỗ đó. Cho nên từ thở tăng ni sinh các vị đã thực hiện được điều này. Các vị cải thiện những cái tâm ích kỷ nhỏ mọn, hẹp hòi, ganh tị từng bước. Các vị làm đạo không phải để mà các vị kiếm lợi. Các vị không phải đi làm đạo để tranh danh đoạt lợi với một ai đó. Trong con đường của Phật giáo nó không có cái này. Các vị học tập cần phải có cái vị trí cao trong lớp, nhưng mà không mang cái nghĩa là
đấu tranh, cạnh tranh, mà thành quả học tập của trong lớp các vị nhằm phản ánh sự phấn đấu không ngừng của các vị. Cho nên học là nỗ lực hết sức mình phấn đấu, chứ không mang cái nghĩa là phải quyết lòng đạp đổ ai đó để tôi được vị trí này. Các vị học Phật như vậy không phản ánh đúng với con người học Phật. Mà các vị đã nuôi cái tâm đó từ ban đầu trong lòng học Phật rồi, mai này các vị ra làm đạo, các vị làm sao phản ánh đúng với đạo được? Vì vậy, những tháng ngày học đạo là những tháng ngày phải tự trắc nghiệm và uốn nắn chính con người của mình từ thở ban đầu. Và từ thở trẻ như thế này mà không uốn nắn được, mới mốt già đầu rồi làm sao uốn nắn? Lấy cái gì uốn nắn? Cho nên không khéo các vị xuất gia lâu năm nhưng mà không phản ánh được cái việc tu tập của mình là điều đáng tiếc. Có nghĩa là do các vị đã bỏ quên từ thở mà bắt đầu bước chân vào tu học như thế này. Vì vậy tự bản thân của các vị phải bỏ đi nhỏ nhen, ích kỷ, đố kỵ, ganh tị, những tánh mà ích kỷ, vặt vãnh. Trong chúng phải vặt vãnh từng cây thước, cây viết cuốn tập, mà cũng nổi sân, nổi si, rồi có nhiều khó chịu, phàn nàn, trách móc, tầm thường quá. Sự tu học mà đi tị nạnh từng cây viết như thế này, từng khó chịu, từng cảm thấy rằng cho một cây viết, cho một cuốn tập, chia sẻ với huynh đệ một cái gì đó, cảm thấy như cắt ruột, cắt lòng, tầm thường quá vậy. Cho nên nếu chúng ta nuôi cái tâm niệm này thì chúng ta là một người đời không khác, chỉ quá trăng chọc, chọc cái đầu mà thôi. Rồi mai này lấy cái gì để chúng ta dạy cuộc đời, lấy cái pháp đâu để chia sẻ với chúng sinh. Cho nên từ thở này mà các vị chưa sống được tốt với huynh đệ, anh em và đại chúng, thì mai này các vị nói tốt với chúng sinh là các vị nói ảo, nói khoét. Vậy là những huynh đệ xung quanh của cuộc đời của các vị không phải chúng sinh nè. Phải một người què lết ở bên ngoài các vị ban tặng, các vị mới chia sẻ với chúng sinh nè. Cho nên ở đây các vị sống được với huynh đệ, huynh đệ cũng là một chúng sinh cần giúp đỡ mà các vị làm được, thì sau này các vị làm được với chúng sinh một cách chân thành. Còn bây giờ các vị không làm được những điều đó, không vượt qua được những rào cản ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi của các vị mà mai này nói yêu thương chúng sinh là nói dối. Cho nên từ cái thở như thế này, tăng ni sinh phải tập cho mình cái tánh này vượt qua những cái đó. Một cây viết không đáng để các vị bận lòng, một quyển vở không đáng để các vị phải suy tư, một cái gì đó đối với huynh đệ không đáng để các vị cảm thấy rằng sao tôi giúp đỡ nó. Các vị làm cái việc đó là các vị đang thực hiện cái lý tưởng người tu mà sao các vị phân vân như vậy. Ai trong chúng mà phân vân ích kỷ hẹp hòi với những cái điều vặt vãnh như vậy, tôi đố ai sau này làm đạo được, bảo đảm luôn, tôi dám cam đoan ai ký với tôi tại đây có trước sự chứng minh của chư Phật. Phải nói là như vậy. Vì vậy các vị thấy rằng cái việc giảng sư là các vị thấy đơn giản, có một số người nghĩ rằng đơn giản, không đơn giản đâu. Chúng ta làm một cái việc rất là quan trọng, một vai trò, một sứ mạng lớn, chứ đâu phải là bình thường đâu. Cho nên các vị tu học phải trưởng dưỡng những cái này. Mà các vị trưởng dưỡng được cái này rồi đó, các vị sẽ tự nhiên thấy lòng mình có pháp. Đây là đương nhiên như vậy. Cho nên trong 11 tiêu chí, tức là tiêu chuẩn của người hoằng pháp ở đây, tôi đưa cái tiêu chuẩn đầu tiên, trong đó là tác phong và đạo đức. Đạo đức của một con người tu là như vậy. Từ những lối sống của chúng ta đã là đạo đức rồi. Cái cách chia sẻ, cái cách nhường nhịn, cái cách mà biết làm chủ với bản thân mình trong cái môi trường tập thể, đó là các vị đang ở trong lò luyện đó. Trong lò luyện đó, những cái cá tính, những cái tập khí của các vị nó biểu hiện rất rõ trong cái đời sống tập thể như thế này. Anh em của chúng ta là những chúng sinh luyện cho các vị đó. Họ chỉ trích, họ châm biếm, họ mỉa mai chúng ta, là những cái cách để chúng ta tự xét lại lòng mình, mình phản ứng với những cái đó với tâm niệm nào và thái độ nào, và mình còn phản bao nhiêu. Mỗi năm qua chúng ta được gì, và chúng ta tự chủ với mình ở mức độ nào, và chúng ta đã sống được với gì trong huynh đệ, để chúng ta thấy rằng bước ra khỏi trường mà lòng không thẹn, đây là điều quan trọng. Mai này nghĩ lại, khi chúng ta ở một cái môi trường nào đó mà mình không ân hận bởi những hành động xấu, ích kỷ, hẹp hòi và ganh tị của mình, cho nên chúng ta có còn kỷ niệm được hay không là từ những con người sống có tâm. Con người sống giả dối không có kỷ niệm. Con người muốn có thật có kỷ niệm, con người đó phải sống có cái tâm, là có đạo đức mới có kỷ niệm, mới có in trí, mới có sâu sắc.
Cho nên trong trường lớp mà thường nói những câu mà khi chia tay mấy huynh đệ đó, chúng ta từng nói là mai này tung cánh muôn phương, ơn thầy nghĩa bạn tình trường không quên. Cái này những người đạo đức mới nói được câu đó, những người sống có tâm với huynh đệ mới nói được câu đó, và những người đó mới thật sự là phản ánh của câu đó. Còn những người sống giả dối, người sống chưa bao giờ cho huynh đệ, những người sống chưa bao giờ chia sẻ, những người sống với nhiều ác pháp, những người đó không có những kỷ niệm đó. Phải nói là như vậy. Và đọc hàng trăm lần cũng đọc để thuộc lòng chơi thôi, không có tác dụng gì trong tâm thức. Cho nên ở đây cái tiêu chuẩn của người hoằng pháp, ở đây tôi nêu ra trong 11 tiêu chuẩn. Ở đây các vị, cái mục thứ 3 các vị sửa giùm tôi, đó là xét về khả năng chuyên môn và thể lực vốn có, các vị bỏ giùm cái chữ là để gánh vác sứ mạng hoằng pháp hay không. Sau này xuất bản lại tôi sẽ đổi lại cái chỗ này. Như vậy thì ở đây trong cái tiêu chuẩn hoằng pháp tôi đưa ra cho các vị: thứ nhất là tác phong đạo đức, thứ hai là giọng nói, thứ ba là xét mình về khả năng hoằng pháp và thể lực vốn có, thứ tư là trình độ Phật học, thứ năm là trình độ thế học, thứ sáu là biết ngoại ngữ, thứ bảy là biết cách tận dụng thời gian, thứ tám là biết kiên nhẫn không so đo tính kể, thứ chín là khả năng ứng xử tốt, thứ mười tính cởi mở dễ hòa đồng, 11 là diện mạo tương đối. Diện mạo tôi để cuối cùng trong cái tiêu chuẩn, có thì càng tốt mà không có cũng không sao, nhưng mà cơ bản nhất chúng ta phải có một cách cơ bản nào đó về cái diện mạo này. Như vậy thì những cái này tôi đã chia sẻ với các vị một cách khái quát rồi. Trong cái khái quát này về tác phong đạo đức tôi cũng đã khái quát các vị rồi. Một đời sống phải có phẩm chất, phải có đạo đức, phải có một tư cách. Ví dụ hôm nay là các vị học trường trung cấp đúng không? 5 năm sau các vị trở thành giảng sư, thậm chí 10 năm sau các vị trở thành giảng sư. Thầy ngồi giữa tên gì á? Thầy tên gì? Pháp Tạng. Hả? À Pháp Đạt. Rồi rồi rồi, ngồi xuống. Tưởng là quá thân của các vị Phật ngày xưa nhé. Xin thưa với các vị, ở đây các vị thấy rằng ví dụ như bây giờ thầy Pháp Đạt phải không, mai này trở thành giảng sư, mà ngày xưa ở trong lớp này hay là trong trường này, ở tập thể này, thầy đã từng sống không có đạo đức à. Tôi xin lỗi nha, ví dụ thôi, từng sống không có đạo đức, không có biết chia sẻ với anh em, tối ngày cãi lộn, nói chuyện đàn áp thế này thế kia, cái đức tính này mai này khi làm giảng sư người ta sẽ không phục. Nên nhớ là như vậy. Chính đức tính này hôm nay, nhưng mà nó có hại ngàn sau. Chúng ta sống chưa có đạo đức, chưa có chia sẻ, chưa có tốt với huynh đệ, chưa có thể hiện được những cái điều đó. Mặc dù tăng ni sinh chúng ta chưa có vai trò, chúng ta thấy bình thường, nhưng mà các vị đừng xem đó là thường các vị. Những gì các vị xem thường, mai này các vị sẽ ân hận cho một ngày mai. Khi các vị có vai trò lớn, tất cả những gì mà các vị xem thường nó trở thành rào cản lớn nhất trong cuộc đời mà làm Phật sự của các vị. Tôi nói với các vị bình thường, khi các vị không là nhà tu ở ngoài, các vị đi ăn cắp gà, cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Những thời trai trẻ, những thời nhỏ ăn nhậu quậy quạng lu bu, cái chuyện đó bình thường thôi. Nếu trọn đời các vị chỉ là anh Chí Phèo gạch mặt ăn dạ đó, thì các vị muốn ăn cắp gà, các vị nhậu nhẹt, các vị chơi bời, cái gì không có để nói. Nhưng mà nếu các anh ăn cắp gà ngày xưa từng nhậu nhẹt quậy quạng, mà bây giờ làm giám đốc hay là làm chủ tịch hay làm bí thư, các vị sẽ thấy những cái đó quan trọng với chủ tịch bí thư ngày hôm nay, hay là những giám đốc, những người lãnh đạo. Mặc dù chuyện đó ngày xưa của thời trai trẻ chơi thôi, nhưng quan trọng vô cùng. Vì vậy một vị tăng ni sinh trong cuộc đời, chúng ta phải nghĩ 5 năm, 10 năm sau. Nếu chúng ta muốn đóng góp vào Phật giáo, muốn có một cái gì đó để làm lợi ích cho đạo, thì từ ban đầu trong đời sống của tăng ni sinh, các vị phải ý thức được rằng bản thân mình là thầy tu, mình cần phải làm gì, trong đại chúng mình phải như thế nào, để sau này các vị ngồi trên pháp tòa, các vị đi làm đạo mà các vị không thẹn với lòng, không ngại với đại chúng. Đây là điều quan trọng. Đừng nghĩ rằng mình là tăng ni sinh cho nên sống bừa bừa chơi vậy đó rồi mai này có vai trò lớn thì tính sao. Nước tới trôn mới nhảy, không bao giờ nhảy được. Và tới lúc đó các vị muốn thay đổi mình vô cùng khó.
Vì vậy cho nên là một đời tăng ni sinh là nền tảng. Nó không gì nhưng mà nó là phản ánh cho một ngày mai. Cho nên tác phong đạo đức này các vị phải được thực hiện từ trong lúc các vị còn ở trong trường như thế này. Đừng xem thường về những điều đó. Thời khóa tu học là một trong những đề quan trọng. Giờ giấc cơm nước, cúng kính là quan trọng. Giờ học tập trên lớp là quan trọng. Đối nhân xử thế trong mối quan hệ của mọi người là quan trọng. Chấp lao phục dịch trong đại chúng là quan trọng. Các vị là vai trò tăng ni, xin các vị chừng ấy thôi. Nhưng mà các vị không phản ánh được cái điều này. Sau này các vị muốn làm vai trò lớn, muốn giảng dạy, muốn trở thành bậc thầy của nhiều thế hệ, không dễ tí nào. Những cái đó nó trở thành rào cản cho các vị không thể làm được. Các vị nên nhớ. Thứ hai nữa là giọng nói. Thật tình mà nói đó, cái giọng nói nó thuộc về dạng gì? Cái gọi là thiên phú à. Khó nói lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái khả năng thì chúng ta đào luyện cũng được. Trong đây tôi có chia sẻ với các vị rất rõ. Thật tình mà nói, giảng sư để có giọng nói chuẩn không dễ tí nào. Tôi cũng không chuẩn gì cả. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cũng gắng cố gắng để thực hiện một cái mức độ nào đó để cải thiện về mình. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, nếu các vị có nghe những cái bài đáp từ và nói chuyện của Hòa Thượng Từ Nhơn, chắc là các vị ít có dịp. Bây giờ thì Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực, Hòa Thượng Tịch rồi, trụ trì Việt Nam Quốc tự. Khi mà các vị ngồi lắng nghe cái buổi đáp từ mà cái giọng Hòa Thượng phát ngôn thôi, các vị tự nhiên là cảm thấy khiếp trong con người. Ví dụ bây giờ ở đây chúng ta có là ngày xưa Hòa Thượng Hiệu trưởng của chúng ta, hay giọng của Hòa Thượng Thanh Từ, cái giọng đó thuộc về dạng thiền sư, cái giọng các bậc chân tu. Khi các ngài nói ra mang cái nghĩa chất liệu tu hành, nói rồi các vị tiếp thu để các vị nghe để tu. Nhưng mà tôi ở đây nói là cái giọng của những người diễn thuyết, tôi muốn nói như vậy. Thì một số vị có những cái giọng chuẩn được thiên phú, chưa biết nội dung nói cái gì mà phát ngôn là người nghe khiếp. Hay nói là như vậy, chỉ cần phát ngôn nghe một cái đạo lực ở trong đó và nghe từng cái ngôn ngữ mà những người đó nói, đây là thiên phú. Cho nên người đời có những người có thiên phú, có nghĩa là cái giọng trầm hùng như thế nào đó mà phát ngôn ra người ta chú ý. Chưa biết nội dung nói cái gì, nhưng mà sau đó nội dung nói cái gì thì mới quan trọng nữa. Còn cơ bản là khi phát ngôn, các vị thấy, khi nghe tiếng nói của một người đó có lực hay là có cái chuyên môn, có thiên phú, các vị nghe khác liền. Giống như ca sĩ vậy đó. Ca sĩ có thiên phú, họ hát một câu bình thường mà người ta vẫn hấp dẫn. Cũng cùng một bài hát mình hát không ai thèm nghe, hát hoài không ai nghe, không ai để ý. Nhưng mà ca sĩ cũng hát bài đó, người ta lại mua vé để được nghe. Như vậy người ta mới làm ca sĩ chứ. Còn giống mình suốt đời sao ca sĩ được, loài sĩ không tới nữa. Cho nên các vị thấy cái đó đó, khi chúng ta chưa có được giọng thiên phú, chúng ta phải có cách luyện tập mà tôi đã nói với các vị trong bài này. Có hướng dẫn cho các vị cách luyện tập để khắc phục những mặt hạn chế tối đa, để mai này chúng ta có một cái giọng nói tương đối chuẩn, chứ không phải là chuẩn 100%. Thì đây từng bước các vị phát hiện ra mình, các vị thử muốn giọng mình như thế nào trắc nghiệm á. Mình lấy máy cassette hay là máy thu á, bắt đầu mình cứ nói, cứ ca, cứ hát cái gì trong phòng mình đó, rồi mở lại nghe coi nói như thế nào. Đừng có mắc cỡ mấy đó, tự hát, tự nghe, tự nói, rồi tự nghe, để thử mình nói như thế nào, mình nghe có hấp dẫn không. Mình cảm thấy hấp dẫn thì thiên hạ có thể hấp dẫn. Còn mình nghe mình còn mắc chán thì đừng nói là thiên hạ. Mình thâu cái giọng của mình nghe mình còn chán thì thiên hạ chán hơn. Phải nói như vậy, thấy không? Tại vì mình nghe quen cái giọng của mình mà mình còn chán, thì những người chưa quen người ta chán gấp đôi là mình. Còn khi mà mình thâu lại mình nghe, à nghe cũng được ha, cái giọng này chỉnh sửa lại này kia kia nọ thì nghe cũng hấp dẫn ha. Thì mình cho là như vậy thì mức độ cơ bản là quần chúng có thể chấp nhận nghe được. Cho nên các vị cứ trắc nghiệm lấy chính mình, tự nói tự nghe đi. Rồi các vị sẽ thấy rằng mình tự khắc phục những mặt hạn chế. Mình khắc phục một thời gian cái mình cũng thâu nữa. Thâu coi hôm nay mình nói thế nào, giọng lên, giọng xuống, giọng trầm, giọng bổng gì đó, giọng chét, giọng bát gì đó. Thì cứ nghe như vậy, cái bắt đầu điều chỉnh. Nên như vậy tốt hơn, nên như vậy hay hơn, nên như vậy thì tuyệt vời hơn gì đó. Rồi cái điều luyện thời gian cái bắt đầu bắt lại thâu nữa. Các vị cứ làm như vậy, nghe mà chừng nào các vị ưng ý và các vị giữ cái mức đó trong cái quá trình đào luyện của mình,
thì sau này các vị sẽ tự trở thành một cái giọng chuẩn một cách phản xạ do các vị luyện tập lâu ngày mà nên. Rồi á, xét mình về khả năng chuyên môn và có thể lực vốn có. Rồi thứ tư là trình độ Phật học. Dĩ nhiên rồi, giống như nãy giờ tôi nói với các vị vậy đó, trình độ Phật học là điều đương nhiên, các vị không thể phủ nhận được cái này. Cho nên ở đây các vị thấy rằng trình độ Phật học là một trong những cái nền tảng để giúp cho các vị nói, giống như Hòa Thượng Chí Phước dạy tôi vậy thôi. Chú học giảng sư là học cái vỏ, còn nền tảng Phật học là cái ruột. Khi có cái ruột rồi chú sẽ tự nói. Thì ở đây tôi cũng muốn nhắc lại cái điều đó. Cho nên nền tảng Phật học là điều vô cùng quan trọng. Muốn nói mà không có gì để nói thì có năng khiếu hay là có cái gì đó trong cái việc ngôn ngữ cũng không trình bày, không chuyển tải được gì đó, không có ý tưởng để chuyển tải, để trình bày. Cho nên điều này các vị cần phải để ý quan trọng. Cho nên trình độ Phật học thì các vị cần phải nỗ lực học tập nghiên cứu ngoài các môn học và giờ giấc ở trên lớp. Phải nói thẳng là như vậy thôi. Nhưng mà các vị cũng đừng nghĩ rằng là tu là không cần học nha. Cái này là tôi chống đối tới cùng. Các vị không phải là tổ huệ năng, đừng có nói câu đó. Ai trong giai đoạn này đa phần là như thế. Đừng có nói tu không cần học, rồi tứ tu tà tà hay là tu rỉ gì đó. Cái này là chỉ là che đậy cái lười biếng học tập của mình. Cho nên trên cơ bản nhất, không học thì đừng nói tiếng tu. Tổ huệ năng tôi không nói, nhưng mà tôi nói thiệt với các vị, tổ huệ năng không phải là người dốt học như chúng ta nghĩ đâu. Cái dốt học của Ngài, tôi hiểu được một điều mà tôi có giảng trong Kinh Pháp Bảo Đàng rồi đó. Chỉ là nhằm phản ánh quan điểm bất lập văn tự mà thôi. Chứ không phải là tổ huệ năng là người dốt. Dốt sao mà hiểu chuyện như vậy? Tại kinh điển nói Ngài dốt như vậy để nhằm phản ánh cái tính bất lập văn tự của nhà thiền. Còn trên cơ bản làm sao mà không biết đến chữ nhất là một được? Không có cái chuyện đó. Vì vậy các vị phải để ý cẩn thận, đừng có lấy hình ảnh của một vài cái vị tổ đặc biệt mà cũng không hẳn là phản ánh đúng với ý tổ đâu. Cho nên cái việc học tập là quan trọng. Vào chùa tu mà nói thôi tu rị được rồi, công quả là tu được rồi, cái người đó chỉ công quả thôi chứ không có tu. Không học không có hiểu gì để tu hết á. Cho nên là tổ Khánh Anh đã từng nói, học mà không tu như đại sách, mà tu không học như tu mù. Cái này hoàn toàn đúng. Tu không học là tu mù. Cho nên đôi khi không khéo chúng ta ảnh hưởng thiền tông về tính bất lập văn tự và những cái dòng thiền gọi là cái dòng thiền công án đó, làm cho chúng ta nghĩ rằng là học không cần thiết, bị sở chi chướng ngăn che. Cái này là chỉ là cái miệng nói thôi. Còn cơ bản nhất là chúng ta phải học, học để bỏ chứ không phải là học để chấp. Còn chúng ta mượn cái nghĩa đó mà chúng ta không học, đó là chúng ta tu mù, ngàn đời không có lối vào trong Phật đạo. Phải nói thẳng là như vậy. Cho nên tính bất lập văn tự hay là quan điểm của thiền công án, từ bỏ những cái chi chướng về sở tri, về kiến thức, cái đó để nói cho quá trình bắt đầu dụng công. Có để bỏ, còn không có thì các vị không thể vào được. Giống như các vị mượn thuyền qua sông, khi đến bờ bên kia rồi sao? Thì bỏ thuyền. Mà không có thiền đứng bên đây mà nói không cần thiền, không cần thiền, đó là nói ngu. Ở bờ bên này qua bên sông không được, bên đây cái đó thiền là tạm bỡ, thiền là đồ bỏ, thiền là vướng mắc. Chưa qua được tới sông mà nói thiền vướng mắc, nói tào lao. Cho nên các vị phải thấy rằng qua bên sông rồi bỏ thuyền mới nói rằng thiền vướng mắc, thiền là phương tiện. Còn ở bên đây bờ mà tối ngày cứ nói như vậy, nói cái đó nói là vô minh, nói bằng cách không hiểu biết, nói bằng cách mà thuộc lòng. Cho nên Hòa Thượng Duy Lực đã từng dạy Kinh Lăng Nghiêm, Hòa Thượng nói cho đại chúng một câu: người thấy đường nói mặt trời còn sáng, đúng không? Đúng không? Đúng. Nhưng mà người mù bẩm sinh nói mặt trời tròn sáng, đúng không? Lặp lại cái câu thôi chứ không biết tròn là sao, sáng là sao. Hòa Thượng giải rất rõ. Còn cái người thấy đường, người ta thấy mặt trời tròn, thấy ánh sáng, người ta thấy, người ta nói tròn sáng. Còn mình không thấy đường, mình nói tròn sáng nhưng mình nói trật. Như vậy một vị tổ, một người đã qua bờ kia, người này mới nói bất lập văn tự, một người này mới nói là
không cần kinh điển, hay là kinh điển là trở thành sở tri, là chướng đạo. Còn đứng bờ bên này mà nói thiền là thế thế là sai. Học đòi theo nói mà nói không trúng, giống như người mù nói mặt trời tròn sáng, đâu có đúng. Vì vậy cho nên vấn đề Phật học các vị đừng xem thường. Dù các vị tu cái gì, các vị tu thiền, tu gì đó, tôi không cần biết. Các vị phải có kiến thức, có lối vào, và đúng quá trình dụng công các vị mới bỏ những cái phương tiện đó. Giống như các vị qua tới bờ bên kia, các vị hãy bỏ thuyền và mới nói thiền là vướng mắc. Vì vậy phải hiểu rất rõ, Phật học là các vị phải học cho vững, là nền tảng của các vị. Bên cạnh đó, tốt hơn nữa các vị có trình độ thế học, có trình độ thế học để giúp chúng ta nghiên cứu Phật học tốt hơn. Và thế học giúp chúng ta có cái nhìn về xã hội, về mọi vấn đề của thời đại, của văn minh, và làm chúng ta hiểu biết một cách rộng rãi, giúp chúng ta cái phương tiện truyền giáo tốt. Vì vậy tôi khuyên các vị bốn ngành học ở bên ngoài mà các vị cần phải nghiên cứu. Chúng ta không có điều kiện học ở trường, các trường đại học, thì chúng ta phải mua sách tự nghiên cứu vẫn tốt như thường. Ngành thứ nhất là ngành triết học, thứ hai là xã hội học, thứ ba là tâm lý học, và thứ tư là văn học. Những cái này rất quan trọng cho nhà truyền giáo. Triết học là một trong những cái mà giúp cho các vị có một cái nhìn tổng quan về các nền triết học trước đó và sau đó. Chúng ta nghiên cứu để biết các quan điểm triết học khác nhau, để giúp cho chúng ta có nhận định về Phật pháp của chúng ta hơn. Các ngành về xã hội học giúp chúng ta có cái tầm nhìn về xã hội, có cái cách hóa giải cân bằng được sự mâu thuẫn của xã hội bằng Phật giáo. Ngành tâm lý giúp chúng ta hiểu được người để truyền giáo một cách phù hợp với đối tượng. Ngành văn học giúp chúng ta nói chuyện nhận thức và làm cho các cái bài giảng được tươi mát, và nói chung là nó có tính cách là phổ thông, rộng rãi, dễ nghe, nhẹ nhàng. Việc này một nhà tu chúng ta cần nghiên cứu. Không học được ở các trường chuyên ngành thì chúng ta cũng phải tự nghiên cứu để hiểu. Cho nên là những cái môn này cần thiết trong cái việc mà chấp nhận làm đạo phải như vậy. Các vị đừng có lệ thuộc quá vào cái vấn đề cứ nghĩ là tu học á tu. Thật ra các vị học tu cũng tốt á, nhưng mà không có lợi cho đạo lớn. Tối thiểu có lợi cho các vị mà thậm chí chưa chắc gì có lợi tốt cho các vị nữa. Cho nên tôi nói là con đường học là con đường thứ hai, nhưng mà rất là quan trọng trong thời buổi này. Đừng xem chúng ta là tổ, và đừng nghĩ rằng chúng ta ngồi thiền tu trị như thế đó đó, rồi một ngày nào đó chúng ta vỡ bùng trong đầu để trở thành thiền sư, rồi chúng ta đi nói đạo thế thế. Cái đó chỉ có trong thiền sử thôi. Trong thời buổi này là các vị nằm mơ đi. Các vị cần phải hiểu, đừng có ảo tưởng về các vấn đề đó. Phật học, thế học, chúng ta cần phải cố gắng dùi mài nếu có lý tưởng này. Bên cạnh đó biết ngoại ngữ càng tốt. Ngoại ngữ giúp chúng ta tự nghiên cứu, và cũng như vấn đề mở rộng xã giao hoặc giới thiệu đạo Phật với những người không cùng ngôn ngữ. Tùy cái mức độ trình độ của chúng ta, cơ bản nhất chúng ta biết một ngoại ngữ để chi? Để chúng ta nghiên cứu và dịch thuật trong cái mức độ mà gọi là tương đối để hiểu các vấn đề cũng là giỏi lắm rồi. Sau này ai có năng khiếu chuyên môn hơn, có trình độ cao hơn, ngôn ngữ chúng ta mở rộng hơn, giỏi hơn, chúng ta xã giao diễn thiết bằng những ngôn ngữ với những người không cùng cái ngôn ngữ chúng ta đó, càng tốt. Bây giờ chúng ta dừng tại đây. Buổi chiều chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị những vấn đề chuyên môn hơn, một vài vấn đề sâu sắc. Buổi sáng này thì chúng ta có tính cách giống như là khái quát, để có cái ý niệm muốn trở thành một giảng sư, hay là nhiệm vụ hoằng pháp của chúng ta như thế nào, để cho các vị tăng ni sinh có khái niệm thôi. Thật tình một hai buổi về chưa đủ, nhưng mà chúng ta có ý niệm như vậy, và từng bước chúng ta cải thiện mình, và chúng ta khắc phục những mặt hạn chế mình, để mai này có thể tiến gần với cái thành quả của mục đích là giảng sư của chúng ta. Thì chúng ta dừng buổi học tại đây. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn